Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 193. Không có. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, vậy ngươi biết nơi nào có không? Ta đi cướp chút về, à không phải, đi mượn chút về. Sắc mặt Tiêu Minh cứng đờ. Tiêu Minh nghe Diệp Huyên nói thì vẻ mặt trở nên khó coi. Cướp. May mà mình chưa nói Huyền Kiếm Tiên Tông có tinh thần mạch, nếu không, e rằng Diệp thiếu này sẽ tiến thẳng đến Huyền Kiếm Tiên Tông mất. Ngông cuồng. Gã ta không cảm thấy Diệp Huyên ngông cuồng. Diệp Huyên đã liên tiếp giết chết hai thánh tâm cảnh của Huyền Kiếm Tiên Tông rồi. Hơn nữa, tất cả đều bị giết trong tích tắc. Không chỉ vậy, từ đầu đến cuối, Diệp Huyên chưa từng tỏ ra có chút nào sợ Huyền Kiếm Tiên Tông. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Diệp Huyên hắn không sợ Huyền Kiếm Tiên Tông. Chắc do người đứng sau hắn. Nếu không có ai thì sao lại dám hoành hoang đến thế? Lúc này, Diệp Huyên đứng bên cạnh đột nhiên nói, Tiêu trưởng lão, Huyền Kiếm Tiên Tông của ông thật sự không có tinh thần mạch sao? Ông yên tâm, Diệp Huyên ta không phải thổ phỉ, ta chỉ hỏi vậy thôi. Tiêu trưởng lão lắc đầu liên tục, không có, thật sự không có, thần vật cỡ đó sao Huyền Kiếm Tiên Tông ta có thể có được chứ? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta thật sự không có ý gì. Tiêu trưởng lão cũng nghiêm túc nói, Diệp công tử, bọn ta thật sự không có. Diệp Huyên cạn lời. Sao con người này lại như thế? Cứ như mình là thổ phỉ không bằng. Diệp Huyên như nhớ ra gì đó, hỏi Tiêu trưởng lão, tông chủ của các ông là cảnh giới gì? Nhục thân bất hủ hay thần hồn bất hủ? Tiêu trưởng lão liếc nhìn Diệp Huyên rồi nói, nhục thân bất hủ. Diệp Huyên chau mày, mới tới nhục thân bất hủ à? Mới. Tiêu trưởng lão sượng người. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, tông chủ của các ông mới tới cảnh giới nhục thân bất hủ mà Huyền Kiếm Tiên Tông của các ngươi đã dám hoành hoang vậy rồi sao? Không sợ gây ra đại họa à? Tiêu trưởng lão do dự hồi lâu rồi mới nói, Diệp công tử, cảnh giới nhục thân bất hủ yếu lắm sao? Diệp Huyên hỏi lại, lẽ nào không yếu sao? Tiêu trưởng lão liếc nhìn Diệp Huyên, không biết Diệp công tử là cảnh giới gì? Diệp Huyên lắc đầu, cười, ta đã không nằm trong cảnh giới nữa rồi. Tiêu trưởng lão nghe vậy thì trao chặt mày, không nằm trong cảnh giới nữa. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, ta là người ngoài vòng, các ông là người trong vòng, hiểu không? Tiêu trưởng lão. Diệp Huyên đột nhiên nói, Tiêu trưởng lão, thế này nhé, ông dắt ta đến Huyền Kiếm Tiên Tông của ông một chuyến, thế nào hả? Tiêu trưởng lão nhìn Diệp Huyên với vẻ cảnh giác rồi nói. Diệp công tử, cậu định làm gì? Diệp Huyên mỉm cười, nói ta đích thân đến nói chuyện với tông chủ các ông. Tiêu trưởng lão do dự một lát rồi nói chuyện gì? Diệp Huyên đi đến trước mặt tiêu trưởng lão, mỉm cười, nói tiêu trưởng lão, ông không thể đại diện cho Huyền Kiếm Tiên Tông, ta đến Huyền Kiếm Tiên Tông của ông là muốn nói chuyện với tông chủ của ông, nếu suôn sẻ thì mọi người cùng chung sống hòa bình. Nếu không suôn sẻ thì ta sẽ tiêu diệt Huyền Kiếm Tiên Tông của các ông. Tiêu trưởng lão. Diệp Huyên mỉm cười, nói, đi thôi. Tiêu Minh im lặng hồi lâu rồi dắt Diệp Huyên quay đầu, biến mất ở cuối chân trời. Suốt đường đi, Tiêu Minh im lặng không nói gì. Giống như những gì Diệp Huyên nói, gã ta thật sự không thể đại diện cho toàn bộ Huyền Kiếm Tiên Tông. Nếu muốn hai bên yên ấm thì Diệp Huyên và tông chủ Huyền Kiếm Tiên Tông phải nói chuyện với nhau. Một lúc sau, Diệp Huyên đi theo tiêu trưởng lão đến thẳng một vùng thế giới khác. Thế giới hỗn độn. Sau khi vào trong thế giới hỗn độn, Diệp Huyên liền chau mày, trước đây, khi hắn đạt đến thánh tâm cảnh đã từng đến chỗ này. Huyền Kiếm Tiên Tông ở trong thế giới hỗn độn. Rõ ràng Huyền Kiếm Tiên Tông này đã bá chiếm tài nguyên của vùng thế giới này. Một lúc sau, Tiêu Minh và Diệp Huyên dừng lại, không xa trước mặt hai người họ có hàng trăm đại điện lơ lửng. Mỗi đại điện đều vô cùng hào nhoáng với khí thế ngập tràn. Cách họ không xa còn có một thanh kiếm khổng lồ treo ngược, thanh kiếm khổng lồ dài đến mấy trăm trượng, đứng sừng sững giữa trời, vô cùng bá khí. Huyền Kiếm Tiên Tông. Tiêu Minh quay lại nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, mời. Mời. Diệp Huyên gật đầu, sau đó theo Tiêu Minh đi về phía xa. Suốt dọc đường, Diệp Huyên phát hiện thỉnh thoảng lại có kiếm tu cưỡi kiếm bay qua.
không ngờ người yếu nhất trong số những kiếm tu đó cũng đã là thánh tâm cảnh. Hơn nữa số lượng còn có rất nhiều. Lúc này hắn bỗng hiểu ra sao Huyền Kiếm Tiên Tông lại ngông cuồng đến vậy. Đúng thật là có thực lực. Trong đầu Diệp Huyền bỗng nảy ra một suy nghĩ, Huyền Kiếm Tiên Tông có nhiều kiếm tu mạnh đến vậy, nếu như bọn họ cùng tấn công mình thì phải chăng mình cũng chẳng cần đến tinh thần mạch gì đó nữa rồi. Diệp Huyền nghĩ đến đây thì bỗng thấy phấn khích, có thể thử xem. Lúc này, Tiêu Minh đột nhiên dừng lại, một người đàn ông trung niên xuất hiện không xa trước mặt hắn. Người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo dài màu đen, sau lưng đeo một thanh kiếm. Tiêu Minh khẽ hành lễ, tông chủ. Người đó chính là Huyền Thương, tông chủ của Huyền Kiếm Tiên Tông. Lúc này, vô số kiếm tu cũng cùng lúc xuất hiện từ bốn phía. Tất cả đều là thánh tâm cảnh. Huyền Thương nhìn Diệp Huyền và không nói gì. Diệp Huyền khẽ cười, các ngươi cùng lên hết đi. Cùng lên. Hắn vừa dứt lời thì mọi người liền xôn xao. Mẹ nó! Cùng lên sao? Mấy kiếm tu đó lập tức nổi giận. Lúc này, một kiếm tu thánh tâm cảnh trong số họ đột nhiên xông lên trước, chém về hướng Diệp Huyền. Họ đều là kiếm tu, kiêu ngạo đến cỡ nào? Sao có thể chịu được sự khinh thường đó của Diệp Huyền? Diệp Huyền không né tránh, mặc cho thanh kiếm đó chém lên ngực mình. Kiếm quang vừa chạm vào ngực Diệp Huyền thì lập tức bị hấp thụ sạch. Các kiếm tu còn lại thấy vậy thì đều ngây người, còn Huyền Thương thì trao chặt mày. Diệp Huyền nhìn sang kiếm tu đang ngơ ngác trước mặt, hỏi chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy, kiếm tu đó nghe vậy thì nổi giận đùng đùng, sắc sược. Diệp Huyền nhìn thẳng vào Huyền Thương, ba nhịp thở, trong vòng ba nhịp thở, nếu ông không cho ta một đáp án vừa ý thì ta sẽ giết sạch tông ông. Giết sạch tông. Huyền Thương nghe vậy thì nheo mắt, nếu vậy thì ta chỉ đành thỉnh giáo Diệp thiếu rồi. Gã ta nói xong thì thanh kiếm đằng sau đột ngột bay ra, sau đó chém về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền vẫn không né tránh, Huyền Thương thấy Diệp Huyền không tránh thì tròng mắt bỗng co rụt, lập tức lùi về sau. Nhưng chính vào lúc đó, dường như gã ta đã cảm nhận được gì đó, ánh mắt thoáng vẻ khiếp sợ, lúc này bỗng có một thanh kiếm đâm vào não sau của gã ta. Phụt! Huyền Thương đã bị kiếm đó chém trúng. Trảm tương lai. Huyền Thương bỗng lùi về sau, chớp mắt Huyền Thương đã lùi hơn vạn trượng. Sau khi Huyền Thương dừng lại, gã ta nhìn Diệp Huyền chằm chằm, ta là nhục thân bất hủ, kiếm của ngươi vốn không thể làm ta bị thương được. Gã ta vẫn chưa nói dứt lời thì cơ thể của gã ta liền nứt vỡ, linh hồn nhanh chóng tan biến. Huyền Thương hoảng loạn nhìn Diệp Huyền, ngươi, đấy là kiếm gì? Diệp Huyền bình thản đáp, chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi, nhưng vì ta giỏi nên nó mới lợi hại thôi. Tiểu hồn. Huyền Thương bỗng nói, Diệp công tử, chúng ta có thể nói chuyện. Diệp Huyền lắc đầu, đã đánh đến mức này rồi, còn nói chuyện gì nữa. Hắn xòe bàn tay, kiếm thanh huyền liền hấp thụ linh hồn của Huyền Thương, sau đó quay về lại tay hắn. Ai nấy đều lặng thinh. Tông chủ của Huyền Kiếm Tiên Tông đã chết rồi sao? Tiêu trưởng lão ở bên cạnh toát mồ hôi lạnh, thì ra Diệp thiếu này không phải đang chém gió mà là giỏi thật. May mà trước đó mình khiêm tốn, nếu không thì chắc cũng đã tiêu rồi nhỉ. Diệp Huyền nhìn các kiếm tu có mặt ở đó rồi nói, bây giờ các vị có hai con đường, một là xuất kiếm trả thù cho tông chủ của các ngươi, hai là quy hàng. Tất cả đều lặng thinh. Diệp Huyền mỉm cười, nói, sao hả? Các ngươi tưởng đâu ta cần các ngươi đầu hàng sao? Thứ lỗi ta nói thẳng, đối với ta mà nói, các ngươi quy thuận ta cũng là một gánh nặng cho ta. Lúc này, tiêu trưởng lão ở bên cạnh bỗng cung kính hành lễ, ta nguyện quy thuận Diệp thiếu. Diệp Huyền liếc nhìn tiêu trưởng lão, xòe bàn tay ra, một luồng kiếm quang bỗng chạy vào trán tiêu trưởng lão. Một lúc sau, tiêu trưởng lão như có được thứ gì đó, liền quỳ xuống, run run nói, đa tạ Diệp thiếu. Gã ta đã có được thứ gì? Các kiếm tu còn lại ngây mặt ra. Diệp Huyền lạnh lùng nói, đó là chương đầu tiên của đại điển bất hủ, chỉ cần có đủ tài nguyên thì ông có thể dựa vào nó đạt đến cảnh giới nhục thân bất hủ, dù cho không có tài nguyên thì nó cũng có thể nâng cao thực lực của ông rất nhiều. Đại điển bất hủ. Các kiếm tu ở đó nghe thấy vậy thì liền kích động, một vài kiếm tu vội cung kính hành lễ, bọn ta nguyện đi theo Diệp thiếu.
Diệp Huyên bỗng quay đầu nhìn sang Tiêu trưởng lão, Huyền Kiếm Tiên Tông có thể gọi tổ không? Tiêu trưởng lão do dự một lúc rồi nói, có thể, tiên tổ từng để lại một chút hồn phách. Diệp Huyên gật đầu, gọi tổ đi. Tiêu trưởng lão hơi ngây ra, sau đó nói, tại sao? Diệp Huyên mỉm cười, nói, muốn đấu với ông ta một trận, xem thử ông ta có thể tiếp ta một kiếm không? Tiêu trưởng lão do dự một lát rồi nói, Diệp thiếu, ta nghe nói thực lực của tiên tổ rất mạnh. Diệp Huyên mỉm cười, cười với vẻ rất ung dung, nếu phải xuất kiếm thứ hai thì Diệp Huyên ta đi đầu xuống đất. Mọi người! Tiêu trưởng lão suy nghĩ rồi quay đầu bỏ đi, một lúc sau một luồng kiếm quang đột nhiên từ trong Huyền Kiếm Tiên Tông phóng lên trời, một kiếm tu bỗng xuất hiện trong luồng kiếm quang đó. Một kiếm tu mặc áo khoác dài màu xanh. Diệp Huyên thấy kiếm tu đó thì vẻ mặt liền trở nên chăm chú. Mấy kiếm tu kia của Huyền Kiếm Tiên Tông nhìn thấy kiếm tu đó cũng ngây ra, sao kiếm tu đó lại giống Diệp thiếu đến thế? Cha! Diệp Huyên ngây người. Mẹ nó! Tiên tổ của Huyền Kiếm Tiên Tông là cha sao? Đánh cả ngày trời thì ra là người nhà à? Trên trời, người đàn ông áo xanh nhìn xuống Diệp Huyên ở phía dưới, mỉm cười. Nói, ta đã nghe thấy hết những lời con nói lúc nãy rồi, đi đầu xuống đất chật chật, nhất định cảnh đó sẽ rất thú vị. Diệp Huyên. Các cao thủ Huyền Kiếm Tiên Tông có mặt ở đó vội hành lễ, chào tiên tổ. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn mọi người rồi nói với vẻ mặt bình tĩnh, ta không được tính là tổ sư gia của các ngươi. Mọi người. Diệp Huyên nhìn sang người đàn ông áo xanh, nói cha có quan hệ gì với Huyền Kiếm Tiên Tông? Người đàn ông áo xanh mỉm cười, nói, năm xưa, tiên tổ của bọn họ đã từng được ta chỉ bảo. Thì ra là vậy. Diệp Huyên lắc đầu, mỉm cười, đánh cả ngày trời, không ngờ lại là người nhà. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn Diệp Huyên, nói, tiếp xúc với thời gian chi đạo rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông áo xanh cười to ha ha nói, tiến bộ nhanh đó. Diệp Huyên do dự một lát. Hỏi, con còn cách mọi người bao xa nữa? Người đàn ông áo xanh chớp mắt, cũng không còn xa nữa, chỉ còn chút nữa thôi. Một chút. Diệp Huyên nghe vậy thì liền thấy nhẹ nhõm trong lòng, mỉm cười, nói, con sẽ cố gắng. Người đàn ông áo xanh gật đầu, cố gắng thì tốt. Diệp Huyên hơi tò mò, cha, bây giờ cha và đại ca đang làm gì? Người đàn ông áo xanh mỉm cười, nói, đi dạo khắp nơi. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, cha phải cẩn thận. Con vẫn chưa tận hiếu, cha nhất định phải cẩn thận đó. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, con yên tâm, chỉ cần cha con không muốn chết thì không có ai trên thế giới này có thể giết chết ta. Ngược lại là con phải cẩn thận một chút, đừng để cha đây phải có ngày người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sắc mặt của mọi người đều trở nên kỳ lạ. Là hai cha con. Nhưng hai cha con này lại hơi yêu thương nhau. Diệp Huyên mỉm cười, đáp con có thanh nhi nên chắc trong những tình huống thông thường sẽ không thể chết được. Người đàn ông áo xanh nói với vẻ nghiêm túc, dựa vào người khác không tốt đâu, con nên học hỏi cha con đây, năm xưa cha con tự bươn trải hết. Diệp Huyên hơi thắc mắc, tiểu tháp nói năm xưa cha thường hay bị treo lên đánh, còn động một chút là đốt hồn, rất thê thảm. Tiểu tháp liền nhảy lên, á địch, tiểu chủ. Người đàn ông áo xanh nheo hai mắt lại. Diệp Huyên vội nói, nó còn nói trước đây cha còn từng bị thanh nhi đánh. Trong cơ thể Diệp Huyên, tiểu tháp bỗng nói với giọng run run, tiểu chủ, đồ ngốc này, người gây ra họa lớn rồi. Trên trời, người đàn ông áo xanh đột ngột xòe bàn tay, một luồng kiếm khí liền chém ra. Mục tiêu chính là Diệp Huyên. Còn Diệp Huyên thì dường như đã sớm đoán trước được, nhếch nhẹ khóe miệng. Lúc gặp cha nói hắn và họ chỉ còn cách một chút nữa thì hắn đã muốn đánh nhau một trận với cha rồi. Hắn không nắm chắc phần thắng khi đánh nhau với bản thể của cha nhưng khi đánh nhau với phân thân thì lại khá tự tin. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hôm nay Diệp Huyên hắn muốn giết cha. Đối mặt với người đàn ông áo xanh, dù chỉ là một phân thân nhỏ bé nhưng Diệp Huyên cũng không dám chủ quan, phải đấu hết sức mình. Vừa ra tay là chém tới. Không chỉ có vậy, lúc này, hắn cũng phải ra tay, để mình của tương lai chém tới,
cả hai cùng hợp tác. Kiếm mạnh nhất của hắn. Khi chém ra kiếm đó, Diệp Huyên đã khẽ nhếch mép cười, vì hắn phát hiện hình như người đàn ông áo xanh đã đoán được hắn của tương lai sẽ ra đòn. Hắn không đỡ kiếm đó của người đàn ông áo xanh, theo hắn thấy, chắc bây giờ phân thân của cha không thể phá được kiếm thể vô địch của hắn, chắc kiếm thể của hắn có thể đỡ được đòn kiếm này. Đỡ đòn trực diện. Chịu bị thương để giết chết đối phương. Dường như cùng lúc đó, tiểu tháp cũng đột ngột xông ra khỏi cơ thể Diệp Huyên, tông thẳng về phía phân thân của người đàn ông áo xanh. Người và tháp đã thương lượng sẵn rồi. Trên trời, tiểu tháp cười lớn, làm tháp mấy vạn năm, hôm nay tiểu tháp ta phải nghịch thiên cải mệnh, chủ nhân, kể từ hôm nay trở đi, đừng gọi ta là tiểu tháp nữa, hãy gọi ta là tháp gia. Người đàn ông áo xanh nhìn tiểu tháp đang tông qua, vẻ mặt rất bình tĩnh. Bên dưới, luồng kiếm khí đó của người đàn ông áo xanh đột nhiên đâm vào giữa trán Diệp Huyên. Ầm. Cơ thể Diệp Huyên run mạnh lên, sau đó lập tức biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn cũng lập tức bị chém bay ra hơn mấy chục vạn trượng. Lúc hắn vừa mới dừng lại thì liền rơi vào một vực sâu vô tận. Đầu óc Diệp Huyên ù ù. Không đỡ nổi sao? Mình có kiếm thể vô địch mà lại không chống đỡ nổi sao? Diệp Huyên vội nhìn sang người đàn ông áo xanh ở phía xa, nơi cuối tầm mắt, kiếm của hắn đã chém đến trước mặt người đàn ông áo xanh. Nhưng kiếm thanh huyên của hắn đã bị người đàn ông áo xanh kẹp cứng bằng hai ngón tay. Còn kiếm từ tương lai của hắn thì chẳng thấy xuất hiện đâu cả. Chuyện gì thế này? Diệp Huyên vừa thấy thắc mắc thì ngay lập tức cảm thấy linh hồn của mình đang biến thành hư vô. Chuyện gì thế này? Diệp Huyên ngây ra. Ở đằng xa, tiểu tháp vừa mới lao đến trước mặt người đàn ông áo xanh, người đàn ông áo xanh kẹp hai ngón tay lại, điểm một cái. Bùm! Tiểu tháp rung mạnh, thân tháp nứt vỡ, tiếp đó, một tiếng thét thảm thiết vang lên văng vẳng, tiểu tháp đã văng ra khỏi tầm mắt hắn. Người đàn ông áo xanh nhìn kiếm thanh huyên ở trước mặt, kiếm thanh huyên nói với giọng run run, ta là bị ép buộc. Người đàn ông áo xanh khẽ cười, sau đó buông tay, tiểu hồn vội bay về lại trước mặt Diệp Huyên, run run nói, tiểu chủ, có vẻ chúng ta không đánh lại đâu. Diệp Huyên, người đàn ông áo xanh bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhìn Diệp Huyên, mỉm cười và hỏi, vui không? Diệp Huyên cười đau khổ, cha đã tránh chiêu trảm quá khứ của con bằng cách nào? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, con là đồ ngốc. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh lại nói đúng hơn là con của tương lai thi triển trảm quá khứ. Con để mình của tương lai trảm quá khứ, sau đó bản thân sẽ cùng lúc ra tay, phải nói là suy nghĩ đó của con rất đặc biệt, hơn nữa, cũng rất khá, chỉ tiếc là con đã bỏ quên một điểm. Diệp Huyên vội hỏi, là gì? Người đàn ông áo xanh nói, thực lực. Con đã đánh giá thấp thực lực của cha con, nói nhiều thành ra phức tạp, nói một cách đơn giản, thời gian chi đạo không thể làm gì được cha con, đừng nói là con, dù là chủ của thời gian đó thì cũng phải chịu quỳ gối khi gặp ta. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh lại nói, có điều, kiếm lúc nãy của con rất khá, bản thân của hiện tại và tương lai hợp tác với nhau, kiếm đó có thể vượt cấp, giết chết người cao hơn con rất nhiều cảnh giới đấy. Diệp Huyên hạ giọng nói cha. Cha thấy kiếm đó có chỗ nào cần cải tiến không? Người đàn ông áo xanh chớp mắt, con tự suy nghĩ đi. Diệp Huyên liền tối sầm mặt. Mẹ nó! Cha ruột đấy à? Cha ruột! Người đàn ông áo xanh vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên, đừng cảm thấy bất bình nữa, tự mình lĩnh ngộ mới là tốt nhất, giống như cầm dao cắt thịt vậy. Người ta nói với con cầm dao cắt thịt sẽ đau. Nhưng nếu như con không tự cắt thì con vốn dĩ không biết cảm giác đau là như thế nào. Diệp Huyên liếc nhìn người đàn ông áo xanh, nói cha đang dụ dỗ con đấy à? Người đàn ông áo xanh. Diệp Huyên lại hỏi, trên thời gian chi đạo là gì? Người đàn ông áo xanh mỉm cười, nói, nắm rõ thời gian trước đi đã rồi hẵng nói. Diệp Huyên hạ giọng nói cha chỉ là kiếm tu thôi đúng không? Người đàn ông áo xanh gật đầu. Diệp Huyên lặng thinh. Người đàn ông áo xanh mỉm cười, ta biết suy nghĩ của con đang sợ mình luyện quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến kiếm đạo, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông áo xanh mỉm cười, nói, đừng nghĩ như vậy,
cuộc đời mỗi người đều không giống nhau, như con với cha vậy, mặc dù chúng ta đều là huyết mạch phong ma nhưng lại không giống nhau, con biết vì sao không? Diệp Huyên vội hỏi, tại sao? Thật ra hắn đã muốn hỏi vấn đề này từ lâu rồi. Người đàn ông áo xanh hạ giọng nói, tính cách của con và ta không giống nhau, vì vậy mặc dù có cùng loại huyết mạch nhưng lại không giống nhau, bao gồm cả kiếm đạo, cha không truyền kiếm đạo cho con là vì bây giờ con đã có kiếm đạo của mình, con không thích hợp đi con đường của bọn ta. Diệp Huyên chau mày, kiếm đạo của bản thân con. Người đàn ông áo xanh mỉm cười, nói, lẽ nào con không phát hiện ra sao? Kiếm đạo của con và bọn ta không giống nhau. Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, con là kiếm đạo gì? Người đàn ông áo xanh chớp mắt, không biết gì. Diệp Huyên lập tức tối sầm mặt. Người đàn ông áo xanh nói, không phải ta đang trêu chọc con đâu, người có da mặt dày thì rộng lượng, người rộng lượng thì kiếm cũng rộng, thế giới kiếm đạo có cả vạn kiểu, con không cần thiết phải đi học kiếm đạo của người khác, cứ đi con đường của mình, hiểu không? Diệp Huyên hạ giọng nói, cha nghiêm túc sao? Người đàn ông áo xanh cười to ha ha, con là con trai ta, sao ta có thể lừa con? Diệp Huyên bán tín bán nghi. Người đàn ông áo xanh lại nói, ta biết có một nơi có thể luyện kiếm đạo của con có hứng thú đến đó không? Diệp Huyên hơi tò mò, nơi nào? Người đàn ông áo xanh mỉm cười, nói Táng Thiên Thần Vực, năm xưa ta từng đi ngang qua đó, chỗ đó rất thích hợp với con bây giờ. Lúc này, trên bầu trời phía xa bỗng có tiếng tiểu tháp truyền đến, tiểu chủ, đừng đi, người mà đi thì e rằng sẽ biến thành đệ đệ mất. Lẽ nào người không muốn ở đây tiếp tục lên mặt sao? Lẽ nào người không muốn vô địch nữa sao? Diệp Huyên nghe vậy thì hơi do dự. Mình có nên ở lại đây thêm thời gian nữa không? Người đàn ông áo xanh mỉm cười, nói, sao hả? Sợ rồi sao? Diệp Huyên cười gượng, đương nhiên không phải là con sợ, chủ yếu là con muốn chuẩn bị thêm thời gian nữa thôi. Người đàn ông áo xanh cười, nói, suy nghĩ của con cũng không tồi. Nhưng con nên biết rằng chỉ có chiến đấu mới có thể nâng cấp bản thân tốt hơn. Thực lực của con bây giờ đã đạt đến đỉnh cao của vùng vũ trụ này rồi, nếu tiếp tục ở lại đây thì chỉ thắng kẻ yếu, con cảm thấy như vậy có ý nghĩa gì không? Diệp Huyên liền gật đầu, có. Người đàn ông áo xanh sượng người. Diệp Huyên nghiêm túc nói, cha, con và tiểu tháp đều quyết định ở lại đây thêm một thời gian nữa, bọn con không đi đâu hết. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên. Nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt, con có đi không? Diệp Huyên nghe vậy thì cứng đờ người. Địch! Mẹ kiếp! Cha muốn dùng vũ lực mạnh bạo với mình à? Diệp Huyên nghe thấy câu đó của người đàn ông áo xanh thì sắc mặt trở nên hơi khó coi. Ông già này muốn ép mình đi. Mẹ nó! Mình cũng lanh chanh quá, muốn Tiêu Minh gọi tiên tổ gì chứ, đây không phải là tự mua dây buộc mình sao? Mình đúng là đầu heo mà. Bấy giờ, người đàn ông áo xanh lại nói, ta cảm thấy con có thể đi rèn luyện một chút. Diệp Huyên chần chờ rồi nói, con cảm thấy. Người đàn ông áo xanh bỗng lắc đầu, ta không cần con cảm thấy, ta chỉ cần mình cảm thấy. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng lại, trông hết sức khó coi. Người đàn ông áo xanh chớp chớp mắt, trông vẻ mặt đó của con hình như hơi không phục thì phải. Nếu không phục thì đánh ta nè. Diệt được luồng phân thân này thì mọi việc đều do con. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh đang định mở miệng, Diệp Huyên lại bỗng nói, con đi. Người đàn ông áo xanh hơi giật mình rồi cười hỏi, nghĩ kỹ chưa? Diệp Huyên gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Vô địch trong đây thì có gì thú vị chứ? Con muốn khiêu chiến người mạnh hơn mình. Người đàn ông áo xanh gật đầu, nghĩ vậy mới đúng chứ? Diệp Huyên lại chợt hỏi, có điều, cha à, con có thể trễ mấy tháng nữa mới đi được không? Người đàn ông áo xanh liếc Diệp Huyên, không được. Diệp Huyên vội nói, mấy tháng nữa thì con chắc chắn sẽ đi. Người đàn ông áo xanh cười, con đừng nói những điều ấy với ta vì ông đây không tin ba cái chuyện xàm xí của con. Con cũng đừng dở mấy cái trò vặt đó ra, chúng đều là đống cặn mà khi xưa ông đây chơi chán rồi. Diệp Huyên. Tiểu tháp bên cạnh bỗng run rẩy nói, chủ nhân, hai ta còn chưa có vô địch đã. Người đàn ông áo xanh liếc tiểu tháp, mặt mày lạnh nhạt, có phải ta nên gọi ngươi một tiếng tháp ra? Tiểu tháp.
Người đàn ông áo xanh cười nói, Tiểu Tháp, sau khi ngươi đi theo thằng nhóc này, ta phát hiện tính cách của ngươi thay đổi hơi bị nhiều đó. Tiểu Tháp chần chờ rồi đáp, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng thôi. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, Tiểu Tháp, ngươi có muốn đi theo ta không? Diệp Huyên nghe vậy lập tức biến sắc, Tiểu Tháp này là thần khí tu luyện của hắn đó. Hắn vừa định nói chuyện thì Tiểu Tháp bên cạnh đã bảo, chủ nhân, ta vẫn nên đi theo tiểu chủ thôi. Giờ tiểu chủ còn trẻ, một mình hắn ở bên ngoài thì người chắc chắn cũng không yên tâm. Ta đi theo hắn nhiều ít cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Diệp Huyên nghe vậy lập tức hơi cảm động. Vào lúc quan trọng, Tiểu Tháp kia vẫn là rất có tình có nghĩa. Thực ra, Tiểu Tháp cũng có toàn tính của mình, đi theo Diệp Huyên thì sau này còn sẽ được thiên mệnh cải tạo tiếp. Người đàn ông áo xanh gật đầu, vậy ngươi đi theo nó đi. Y nói xong bèn nhìn về phía Diệp Huyên, ba ngày sau, con phải đi đến Táng Thiên Thần Vực. Lần này đi không phải để con đến đó làm mầu, hình như chị con đã gây ra rắc rối gì ở đó, con đến giải quyết cho nàng đi. Dương Niệm Tuyết. Diệp Huyên nghe vậy lập tức đen mặt. Mẹ nó. Bà chị gây chuyện cũng muốn mình đi giải quyết, vậy con gây thì ai giết quyết cho? Dù giận nhưng cũng không dám nói gì. Vì có đánh lại đâu. Diệp Huyên do dự rồi nói, cha, chẳng phải phân thân này của người đang ở đây à? Sao cha không khiến luồng phân thân này đi? Thực lực của cha lợi hại như vậy. Người đàn ông áo xanh nhàn nhạt nói, hình như con thắc mắc nhiều quá rồi đó. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh lại nói, đệ đệ giúp tỷ tỷ thì có vấn đề gì à? Diệp Huyên cười khổ, cha, người cũng không quản lý tỷ ấy thường xuyên gây chuyện như vậy cũng không tốt. Người đàn ông áo xanh mặt mày bình tĩnh hỏi ngược lại, chẳng phải ta cũng không quản con sao? Diệp Huyên nghẹn họng. Người đàn ông áo xanh lại hối, con mau đi đi vì hình như nàng đã dùng luồng kiếm khí ta để lại cho rồi. E rằng tình hình bây giờ của nàng cũng không được tốt lớn, nếu nàng xảy ra chuyện gì thì ta sẽ lột da con ra. Diệp Huyên liếc người đàn ông áo xanh, không nhịn được thầm rủa, mẹ nó, ta đây thật sự muốn bảo Thanh Nhi đánh chết ông. Vấn đề là hình như Thanh Nhi cũng chưa chắc đánh chết được cha. Hơn nữa, cha còn kéo bè kéo đội, quậy chung một chỗ với đại ca. Người đàn ông áo xanh bỗng hỏi, có phải con đang thầm chửi ta trong bụng đúng không? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không, không có. Người đàn ông áo xanh cười hì hì nói, ta biết con khó chịu, nhưng lại không làm gì được ta, khà khà. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh cười rồi nói, không nói nhảm với tên nhóc nhà con nữa. Nhớ là ba ngày sau nếu không chạy đến Táng Thiên Thần Vực thì tự mà gánh lấy hậu quả, hì hì. Y nói xong trực tiếp mở đi. Mặt mày Diệp Huyên tràn ngập vẻ hờ hững. Bấy giờ, người đàn ông áo xanh lại bỗng nói, ta phải đi rồi. Nhưng con có vẻ chẳng có chút nào là quyến luyến nhỉ. Diệp Huyên chần chờ rồi nói, trong lòng con rất buồn đó chứ. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, nhóc con, hy vọng lần tới gặp, con có thể đỡ một kiếm của ta, không thì chán chết. Y nói xong rồi như nhớ ra điều gì đó, mở tay ra, ba luồng kiếm khí do Đông Lý Nam để lại cho Diệp Huyên lập tức bay ra khỏi người Diệp Huyên, sau đó rơi vào tay người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh cười nói, cái thói quen dùng vật ngoài thân như vậy cũng không tốt, ta sẽ mang ba luồng kiếm khí này đi. Con cẩn thận đó. Y nói xong thì hoàn toàn biến mất. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên hết sức khó coi. Mẹ nó, kiếm khí cũng lấy đi. Mẹ nó, ông già này không sợ mình xảy ra chuyện gì sao? Diệp Huyên tức muốn nổ phổi. Tiểu Tháp bỗng bay tới trước mặt Diệp Huyên, run rẩy nói, tiểu chủ, chúng ta vẫn đánh không lại chủ nhân. Sau khi Diệp Huyên tỉnh táo lại, mặt mày nhàn nhạt nói, đánh không lại thì thôi, cố gắng tiếp vậy. Một ngày nào đó, chúng ta chắc chắn sẽ đánh thắng được y. Tiểu Tháp nặng nề đáp, vâng. Diệp Huyên xoay người nhìn đám cao thủ Huyền Kiếm Tiên Tông đằng xa, giờ phút này, những kiếm tu đó cũng đang nhìn hắn với vẻ mặt hết sức kỳ lạ. Tất cả mọi người không ngờ Diệp Huyên kia lại là con trai của tổ tông Huyền Kiếm Tiên Tông. Á đù! Đứa con trai này cũng sinh trễ dữ. Diệp Huyên nhàn nhạt hỏi, bắt đầu từ bây giờ. Ta sẽ là tông chủ của Huyền Kiếm Tiên Tông, có ai phản đối không?
những cao thủ của Huyền Kiếm Tiên Tông có mặt ở đây nghe vậy đều vội vàng tỏ vẻ đồng ý. Đánh cũng không đánh lại, hơn nữa, tổ sư gia nhà mình lại là cha của người ta thì còn phản đối kiểu gì nữa. Cứ thế, Diệp Huyên đã trở thành tông chủ của Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyên bước vào điện huyền kiếm của Huyền Kiếm Tiên Tông, nhìn thoáng qua xung quanh rồi nói, sửa tên của đại điện này lại đi. Tiêu Minh bên cạnh trần chờ hỏi, sửa thành gì? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, đổi thành điện làm màu. Tiêu Minh. Diệp Huyên bước vào trong, vừa vào thì lập tức cạn lời. Tượng của cha. Huyền Kiếm Tiên Tông này cũng có tượng của cha nhưng lại không ở bên ngoài mà là ở trong điện. Diệp Huyên nhìn bức tượng kia thì trong lòng lại bực bội, bỏ bức tượng kia xuống cho ta. Tiêu Minh bên cạnh kinh ngạc lặp lại, bỏ xuống. Diệp Huyên nhàn nhạt nói, bỏ xuống ngay, rồi thay bằng tượng của ta. Tiêu Minh. Diệp Huyên quay đầu liếc Tiêu Minh, có vấn đề gì hả? Tiêu Minh do dự một chút rồi hỏi, tông chủ, người nghiêm túc à? Diệp Huyên bình tĩnh hỏi lại, người thấy ta giống như đang nói giỡn hả? Tiêu Minh. Diệp Huyên ngó xung quanh rồi xoay người rời đi, một lát sau, hắn đã bước vào một cái thiên điện, bên trong đều là bảo vật của Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyên nhìn lướt qua rồi hỏi, những bảo vật đó đều là của ai? Tiêu Minh đáp, của tông môn. Diệp Huyên lại hỏi, tông môn là của ai? Tiêu Minh trần chờ đáp, của người. Diệp Huyên gật đầu, gói lại cho ta. Tiêu Minh. Sau khi cất những bảo vật kia đi, Diệp Huyên lại đi dạo một vòng trong Huyền Kiếm Tiên Tông, cuối cùng không phát hiện bảo vật gì nữa mới bỏ qua. Trên không Huyền Kiếm Tiên Tông, Diệp Huyên nhìn Tiêu Minh trước mặt hỏi, thế giới hỗn độn này đều là của chúng ta. Tiêu Minh gật đầu, đúng vậy. Chúng ta đều hấp thu hỗn độn chi lực trong đây để tu luyện. Hỗn độn chi lực. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó hắn lập tức cảm nhận được vô cùng vô tận hỗn độn chi lực. Diệp Huyên mở mắt ra rồi nhìn về phía Tiêu Minh, hấp thu những hỗn độn chi lực đó thì có thể đạt tới cơ thể bất hủ. Tiêu Minh gật đầu, được, nhưng quá ít, thực ra, hỗn độn chi lực có tác dụng lớn hơn đối với cao thủ trụ tâm cảnh tầng 6. Hấp thu nó thì rất có khả năng sẽ đạt tới thánh tâm cảnh. Còn sau thánh tâm cảnh thì chúng lại không có tác dụng mấy nữa. Nhưng cũng đành chịu thôi vì tinh thần mạch thật sự rất hiếm. Chỉ có tông chủ trước đó là có một cái. Diệp Huyên cau mày, Huyền Thương có. Tiêu Minh gật đầu. Diệp Huyên bỗng mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đổ bèn xuất hiện trong tay. Hắn nhìn lướt qua thì bên trong đúng là có một cái tinh thần mạch, nhưng nó đã sắp khô cạn. Sắp bị hút hết rồi. Diệp Huyên cạn lời. Sau đó, hắn như nghĩ đến gì đó, nhìn Tiêu Minh hỏi, ông ta lấy nó từ đâu vậy? Tiêu Minh lắc đầu, cụ thể thì ta không biết. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, vậy Huyền Thương kia có rời khỏi đây bao giờ không? Tiêu Minh gật đầu, có. 1000 năm trước, tông chủ Huyền Thương từng rời khỏi thế giới hỗn độn, còn đi nơi nào thì ta không biết. Dù sao, khi ông ta trở về đã là cảnh giới cơ thể bất hủ. Có điều, từ lúc đó trở đi, ông ta lại chưa từng đi ra ngoài thêm lần nào nữa. Diệp Huyên lẩm bẩm, nói vậy, tông chủ Huyền Thương kia đúng là đã có được cơ duyên gì đó ở bên ngoài rồi. Tiêu Minh gật đầu, chắc vậy. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi hút một phần hỗn độn chi lực ở hiện trường vào tiểu tháp, chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho đám đồ trần, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Sau khi có hỗn độn chi lực thì Diệp Huyên chợt phát hiện khí thế của đám đồ trần đã tăng vọt. Đương nhiên, đó cũng là do bản thân họ đã tu luyện được rất lâu rồi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua đám đồ trần, khóe miệng khẽ cong. Chẳng bao lâu nữa, đám đồ trần sẽ đạt tới thánh tâm cảnh. 3 ngày. Diệp Huyên vừa nghĩ tới việc 3 ngày sau phải đến táng thiên thần vực gì đó thì hơi đau đầu. Dựa vào cái gì tỷ tỷ gặp rắc rối thì mình phải đi giải quyết hậu quả. Cạn lời thật luôn. Đúng lúc này, một gã kiếm tu bỗng xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên và Tiêu Minh rồi khẽ khom lưng nói, tông chủ, nam sứ phó các chủ của tiên bảo các kia đến đây. Nam sứ. Diệp Huyên nhíu mày hỏi, nàng ta tới làm gì? Kiếm tu trần chờ rồi hỏi, có cho nàng ta vào không? Diệp Huyên suy nghĩ rồi gật đầu, cho nàng ta vào đi. Kiếm tu lui xuống, một lát sau, nam sứ bèn đi tới trước mặt Diệp Huyên,
nhìn hắn hỏi, ngươi đã trở thành tông chủ của Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyên gật đầu. Nam sứ im lặng. Diệp Huyên cười hỏi, Nam sứ cô nương, cô có chuyện gì không? Nam sứ chần chờ rồi nói, có thể mở thế giới hỗn độn ra không? Diệp Huyên lắc đầu, không thể. Nam sứ nhìn Diệp Huyên nói, ngươi không thể ích kỷ như vậy được. Diệp Huyên bỗng nhiên tát một cái. Chát, Nam sứ trực tiếp bị Diệp Huyên tát bay. Diệp Huyên nhìn Nam sứ bay ngược ra sau hỏi, có phải là ta đã quá chiều cô rồi không? Sau khi Nam sứ bị tát bay thì hoàn toàn ngơ ngác. Diệp Huyên kia thế mà lại dứt khoát ra tay. Quan trọng nhất là, sao hắn lại mạnh như vậy? Nam sứ nhìn Diệp Huyên đằng xa, chần chờ rồi nói, Diệp công tử, ta biết ngươi giận ta. Diệp Huyên lại bỗng lắc đầu, Nam sứ đảo chủ, cô sai rồi. Nam sứ nhìn Diệp Huyên, hắn cười nói, lúc trước, ta đúng là rất tức giận. Dù sao, lúc ấy ta cũng coi cô như bạn, nhưng giờ, ta đã không tức nữa vì đã trả ơn cho cô xong rồi. Như lời ta nói lúc trước đó, chúng ta đã thanh toán xong. Còn nay, ta đã là tông chủ của Huyền Kiếm Tiên Tông, mà thế giới hỗn độn này lại thuộc sở hữu của Huyền Kiếm Tiên Tông. Hắn nói đến đây hơi dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, ta dựa vào cái gì phải chia sẻ hỗn độn chi lực trong thế giới này với cô? Cô cho rằng mình là ai? Cô cũng không phải người phụ nữ của ta. Nam sứ. Diệp Huyên bỗng nói, Tiêu trưởng lão, tiễn khách. Hắn nói xong định xoay người rời đi. Xong, Nam sứ lại đột nhiên hỏi, người không sợ mọi người bắt tay nhau chống lại mình sao? Diệp Huyên cũng không quay đầu lại đáp. Hôm nay cô dám làm vậy, ngày mai sẽ không còn tiên bảo các trên đời. Sắc mặt Nam sứ trắng bệch. Tiêu trưởng lão liếc Nam sứ quát, cút. Huyền Kiếm Tiên Tông đương nhiên biết những toan tính ấy của Nam sứ, nhưng ban đầu họ không đi tìm tiên bảo các vì dù gì họ cũng có hơi kiêng kỵ. Tất nhiên, điều họ kiêng kỵ là các chủ thần bí kia. Có điều, các chủ thần bí kia cũng đã không xuất hiện cả nghìn năm rồi. Mà giờ, sau khi có Diệp Huyên, ông ta cũng không sợ các chủ thần bí kia. Chúng ta có Diệp thiếu. Nam sứ im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Sao nàng ta lại dám chống lại chứ? Ở đây yếu nhất cũng là thánh tâm cảnh, mà giờ tiên bảo các chỉ có mình nàng ta là thánh tâm cảnh. Thực lực chênh lệch quá lớn. Chỉ có một điều khiến nàng ta nghĩ mãi không ra là sao Diệp Huyên kia lại trở thành tông chủ của Huyền Kiếm Tiên Tông được chứ? Kế hoạch ban đầu của nàng ta là khiến thế lực đằng sau Diệp Huyên chống lại Huyền Kiếm Tiên Tông. Sau khi hai bên cùng tổn thất nặng nề thì tiên bảo các đến nhặt của hời. Nhưng giờ thì sao, Diệp Huyên lại trực tiếp trở thành tông chủ Huyền Kiếm Tiên Tông. Ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc. Nói vậy thì không thích hợp lắm, nhưng Nam sứ quả thật rất buồn bực. Nhằm vào Diệp Huyên. Nàng ta đúng là không có lá gan đó. Đến giờ. Khi nhớ tới một kiếm lúc trước của cô gái váy trắng thần bí kia mà tim nàng ta vẫn đập thình thịch. Lúc này, Nam sứ bỗng dừng lại rồi quay đầu nhìn xung quanh, trong mắt có chút mờ mịt. Giờ đây, nàng ta chợt cảm thấy thói đời này rất bất công. Thứ mà nàng ta phấn đấu cả đời lại không thể có được, nhưng Diệp Huyên lại mất một thời gian ngắn đã được đến. Nam sứ nghĩ đến đây trong lòng thoáng chốc tức giận. Dừng lại rồi xoay người nhìn Diệp Huyên đang đi vào điện làm màu đằng xa, ta cảm thấy không công bằng, thói đời này thật bất công. Diệp Huyên dừng lại, nhẹ nhàng hỏi, thói đời này lại lấy đâu ra công bằng tuyệt đối. Nam sứ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên nói, số ngươi, tốt thật. Diệp Huyên lắc đầu cười, xoay người nhìn về phía Nam sứ hỏi, cô muốn nói cái gì? Mặt mày Nam sứ tràn ngập vẻ lạnh nhạt, ngươi tốt số, có được một muội muội vô địch. Nếu không có nàng thì loại người có tư chất bình thường như ngươi sao có thể đi đến ngày hôm nay? Có thể trở thành tông chủ Huyền Kiếm Tiên Tông? Diệp Huyên lắc đầu cười, Nam sứ cô nương, ta và cô gặp nhau vốn là một mối duyên. Dù sau đó ơn tình giữa ta và cô đã thanh toán xong, ta cũng hiểu được là gặp gỡ hay chia xa đều vui vẻ, cũng không có và chẳng muốn có ý xấu với cô. Nhưng giờ, cô lại dùng lời lẽ sỉ nhục ta. Hắn nói xong lại lắc đầu, ta cũng không giận. Chỉ có hơi thất vọng thôi. Cô đã không phải Nam sứ cô nương thông minh sáng suốt như lúc mới gặp nữa. Nam sứ nhìn chằm chằm Diệp Huyên hỏi, lẽ nào ta nói sai gì à? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên là sai rồi,
nếu không có Thanh Nhi thì ta còn có cha. Cô có biết Huyền Kiếm Tiên Tông này là của ai không? Là của cha ta. Vẻ mặt nam sứ cứng lại. Diệp Huyên lại nói, nam sứ cô nương, nếu cô cảm thấy không công bằng thì cô nhận ta làm cha đi. Vậy thì, cô coi như đã có một cái ô dù mạnh mẽ rồi. Nam sứ nghe thế giận tím mặt, ngươi sỉ nhục ta. Giọng nói của nàng ta còn văng vẳng bên tai thì con ngươi chợt co rút định lại, nhưng sau đó đã có một thanh kiếm đâm nửa tấc vào giữa trán. Kiếm Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên trực tiếp khóa chặt thần hồn của nam sứ khiến nàng ta lập tức không thể nhúc nhích. Nam sứ ngơ ngác nhìn Diệp Huyên đằng xa hỏi, tại sao? Tại sao ngươi lại mạnh như vậy? Diệp Huyên cười, ta vẫn mạnh như vậy. Trước đó ta đã nói với cô là có cần ta diệt tiên đạo quan giúp cô không? Cô cho rằng ta đang khoác lác với mình chắc. Sắc mặt nam sứ cực kỳ khó coi, nàng ta còn tưởng thực lực của Diệp Huyên rất bình thường. Nhưng không ngờ, Diệp Huyên lại mạnh cỡ này. Nàng ta là thánh tâm cảnh đó. Người chấp pháp thời gian. Diệp Huyên im lặng, ở đằng xa, ông lão phá lên cười, ha ha. Tới rồi, tới thật rồi, ngươi chết chắc rồi, ngươi chấp pháp thời gian thật sự tới rồi, ngươi chờ chết đi. Diệp Huyên hắn có ơn báo ơn, có thủ báo thù. Hơn nữa, ơn tình lúc trước cũng đã thanh toán xong. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Huyên quay lại trong điện, hắn tìm Tiêu Minh tìm hiểu đôi chút về Huyền Kiếm Tiên Tông. Hiện nay, Huyền Kiếm Tiên Tông có khoảng hơn 40 vị kiếm tu, toàn bộ đều là thánh tâm cảnh. Mà mục tiêu của tất cả mọi người đều là nhục thân bất hủ, cũng có một vài người chọn chỉ tu luyện kiếm đạo và họ cũng là sức chiến đấu mạnh nhất của tông môn. Thực lực của Huyền Kiếm Tiên Tông rất mạnh. Có điều, lần này đến Táng Thiên Thần Vực thì hắn cũng không định dẫn theo những kiếm tu ấy đi. Bởi vì, giờ hắn đã quá mạnh rồi. Giờ đây... Đừng nói gặp được cảnh giới nhục thân bất hủ, dù gặp phải vĩnh hằng bất hủ cũng không sợ. Thế nên, Diệp Huyên dặn dò Tiêu Minh một chút xong bèn lên đường đến Táng Thiên Thần Vực. Trước khi đi, hắn cũng để đám đồ trần lại Huyền Kiếm Tiên Tông vì họ cũng đã đạt tới thánh tâm cảnh. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên ngự kiếm bay qua Ngân Hà. Trên đường, Tiểu Tháp bỗng hỏi, Tiểu Chủ, lần này đến Táng Thiên Thần Vực, chúng ta sẽ biến thành mấy con gà hả? Diệp Huyên lắc đầu nói, không biết. Tiểu Tháp còn định nói gì đó nhưng Diệp Huyên lại bỗng mở miệng, đừng nói nữa. Lên đường quan trọng hơn. Hắn nói xong, cơ thể nhoáng lên đã biến mất nơi cuối tinh không. Cha chỉ có hắn một con đường đại khái nên Diệp Huyên hoàn toàn không thể dùng kiếm Thanh Huyên trực tiếp xuyên thời không đến Táng Thiên Thần Vực. Táng Thiên Thần Vực. Tên này nghe có vẻ không giống như một nơi tốt lành gì. Diệp Huyên hơi đau đầu. Cũng không biết tỷ tỷ đã gây ra chuyện gì ở đó. Hắn nghĩ vậy lại cảm thấy hơi ức chế. Dựa vào cái gì khiến đệ đệ đi giải quyết hậu quả cho tỷ tỷ? Đúng là cái cuộc đời đầy éo le. Nửa tháng sau, cuối cùng Diệp Huyên cũng đi đến Táng Thiên Thần Vực. Mới vừa bước vào Táng Thiên Thần Vực, Diệp Huyên đã nhíu mày vì hắn đã cảm nhận được sát khí và lệ khí cực kỳ nồng nặc. Diệp Huyên nhìn thoáng qua xung quanh. Trong không khí đều tràn ngập mùi máu tươi. Hắn đang định rời đi thì bỗng có một ông lão xuất hiện trước mặt. Diệp Huyên bình tĩnh nhìn ông lão. Ông lão mỉm cười, đây là lần đầu công tử đến Táng Thiên Thần Vực đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ông lão cười nói, xin chào công tử, lão phu là Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các. Diệp Huyên kinh ngạc, Tiên Bảo Các. Ông lão gật đầu, đúng thế. Ông ta nói xong bèn lấy ra một cuộn giấy, công tử mới đến chắc chưa quen với Táng Thiên Thần Vực này, mà ta lại có một cuốn tài liệu giới thiệu các thế lực lớn và những cao thủ mạnh trong này cùng một số nơi nguy hiểm. Vốn chỉ cần 100 tinh mạch, nhưng giờ chỉ cần 88 cái tinh mạch là có thể có được nó. 88 cái tinh mạch. Diệp Huyên nghe vậy khóe miệng khẽ giật, sao ông không đi cướp luôn đi? Như lời ông nói thì chẳng phải ta chỉ cần hỏi thăm một chút sẽ biết sao. Ông lão vuốt râu cười, mấy thông tin cơ bản thì công tử chỉ cần nghe ngóng là biết, nhưng có một số tin cũng không phải hỏi là được. Chẳng hạn như nơi nào hay người nào nguy hiểm. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, cho ta một cuốn đi. Hắn nói xong, búng tay một cái, một chiếc nhẫn đã xuất hiện trước mặt ông ta. Ông lão cười,
sau đó đưa cuộn giấy cho Diệp Huyên. Đợi đến khi Diệp Huyên nhận lấy, ông ta lại lấy ra một cuốn khác, công tử, trong cuộn giấy này lại giới thiệu về cảnh giới cũng như sức chiến đấu của những nhân vật nguy hiểm và mức độ nguy hiểm của mấy nơi nguy hiểm kia. Ngươi cần không? Diệp Huyên nghe vậy vẻ mặt lập tức cứng đờ. Mẹ nó! Bị lừa! Có bài bản hết rồi. Diệp Huyên bỗng cười nói, cho ta một cuốn đi. Hắn nói xong búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ lập tức bay đến trước mặt ông lão. Ông lão vội cất đi rồi đưa cuộn giấy cho Diệp Huyên. Khi Diệp Huyên cất nó đi, ông ta lại lấy ra một cuộn giấy khác. Công tử, ta thấy thực lực ngươi phi phàm, cao thủ bình thường chắc không đe dọa được đến ngươi. Trong cuộn giấy này của ta có ghi lại một số cao thủ đỉnh cấp thần bí, thực lực của họ đều cực kỳ khủng bố, chỉ cần có 180 cái tinh mạch thôi, ngươi muốn không? Diệp Huyên gật đầu, cho ta một cuốn đi. Hắn nói xong búng tay một cái, lại có một chiếc nhẫn bay đến trước mặt ông lão. Ông lão vội cất đi rồi tiếp tục lấy ra một cuộn giấy nữa. Công tử, ta nhìn vẻ mặt ngươi thì chắc là lần đầu tới đây, hẳn không phải vì tìm tinh thần mạch thì chính là tìm người. Trong cuộn giấy này của ta có mấy tấm bản đồ ghi lại vài cái di tích, yếu nhất cũng là di tích của cao thủ có cảnh giới ý chí vĩnh hằng. Hôm nay, tiên bảo các ta có tổ chức chương trình. Không cần 1.000.000 hay 8.000, chỉ cần 3.800 cái tinh mạch thôi. Ngươi có muốn không? Diệp Huyên gật đầu, có. Hắn nói xong lại búng tay một cái, lại có một chiếc nhẫn rơi xuống trước mặt ông lão. Ông lão vui vẻ cười tâu toét, vội vàng cất nhẫn đi rồi lại lấy ra một cái lệnh bài. Công tử, nếu người lấy được thần vật hay tinh thần mạch chắc chắn sẽ bị người khác đuổi giết. Đây là tí hữu lệnh, chỉ cần có nó thì có thể ở trong tiên bảo các một ngày. Trong một ngày đó, ngươi sẽ được tiên bảo các ta bảo vệ. Công tử với ngươi thì những thứ có trước đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng cái cuối cùng này, ngươi chắc chắn phải mua, đây là bùa hộ mệnh đấy. Chỉ cần 5.200 cái tinh mạch, 5.200 cái tinh mạch thôi. Ngươi nói có đáng hay không? Diệp Huyên liếc ông ta đáp, đáng. Hắn nói xong lại búng tay một cái, lại là một chiếc nhẫn nữa được đưa tới trước mặt ông lão. Ông lão cười tít mắt, vội cất nhẫn đi, không ngờ lại lấy ra một miếng vải trắng đầy chữ, công tử, người đã chọn tí hữu lệnh thì hiển nhiên ngươi đến đây là muốn làm một vố to. Ta đây bèn không thể không đề cử cái này. Ông ta nói xong còn hết sức chân thành giới thiệu, đây là bảo hiểm nhân thọ, nếu ngươi mua nó, chỉ cần gặp nguy hiểm mà bị thương thì có thể được tiên bảo các ta chữa trị miễn phí. Dù ở nơi nào thì chúng ta đều sẽ chạy đến trong thời gian ngắn nhất. Hơn nữa. Sau khi người bị thương cũng cần tiêu tốn thuốc thang để điều trị, tiên bảo các ta cũng bao hết. Ngoài ra, mỗi lần bị thương thì đều được tiên bảo các bồi thường. Ví dụ như, người mua cái bảo hiểm này mất 1.000.000 cái tinh mạch thì sau khi chết cũng sẽ được chúng ta đền bù bằng ngần ấy. Mà số tiền đó sẽ được chúng ta đưa đến cho người nhà của ngươi. Và lại, sau khi ngươi chết, chúng ta còn bao luôn việc chôn cất và an táng. Chúng ta sẽ làm thật hoành tráng khiến ngươi chết một cách vẻ vang. Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên im lặng. Tiên bảo các. Má nó. Hắn bỗng nhận ra mình đã đánh giá thấp nơi này. Ông lão kia cười nói với hắn, công tử, ta nhìn mặt là biết cậu định làm việc lớn. Cậu mua bảo hiểm này chỉ có lời, không có lỗ. Diệp Huyên bỗng rút ra một chiếc lệnh bài. Huyền Thiên Lệnh. Sắc mặt ông lão cứng lại khi nhìn thấy nó. Diệp Huyên cười, nhìn mặt ông thì hẳn là biết nó. Ông lão đột nhiên thu mảnh vải về, khẽ thi lễ với hắn, ban nãy không biết thân phận công tử, là tại hạ đường đột. Diệp Huyên, tiên bảo các của các người có quan hệ gì với tiên bảo các ở nhìn khắp thế giới? Ông lão cười, là cùng một nhà, nhưng ai tự lo thân nấy. Bọn họ phụ trách những thế giới có văn minh võ đạo còn thấp, chúng ta thì phụ trách những thế giới cao hơn. Diệp Huyên tò mò, tiên bảo các mấy người rốt cuộc có bao nhiêu chỗ. Ông lão do dự một hồi rồi lắc đầu, ta không biết con số cụ thể, chỉ có các chủ mới biết. Diệp Huyên, các chủ của các người có ở đây không? Ông lão lắc đầu, không, vị trí cụ thể ở đâu ta cũng không rõ, vì ta chưa từng gặp ngài ấy. Các chủ tiên bảo các. Diệp Huyên im lặng nghĩ thầm, người phụ nữ này cũng bí ẩn quá. Bỗng. Ông lão lấy hết những chiếc nhẫn chứa đồ Diệp Huyên từng đưa cho ra, hoàn trả lại hắn, công tử là khách quý cao cấp nhất của chúng ta,
được hưởng toàn bộ quyền lợi của Tiên Bảo Các. Ngài cất lại những thứ này đi. Diệp Huyên thu nhẫn về, cười hỏi, các người kiếm được bao nhiêu tinh mạch? Ông lão cười cười, không nhiều lắm, xuân sẻ thì mỗi ngày được vài nghìn thôi. Mấy nghìn tinh mạch? Diệp Huyên nghe vậy thì hóa đá. Má ơi! Lời kinh vãi! Hắn thu hồi suy nghĩ, nói, giúp ta tìm một người. Ông lão vội vàng đồng ý, được. Hắn lấy một bức tranh ra, chính là nàng. Ông lão nhận lấy nó, công tử hãy đợi trong chốc lát, không lâu đâu, một khắc đồng hồ là được. Sau đó xoay người đi. Một khắc đồng hồ. Diệp Huyên im lặng nhìn theo. Thực lực của Tiên Bảo Các này cũng kinh đấy. Ông lão lại bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, sắc mặt đanh lại, chúng ta đã tìm được cô gái này, nhưng dám hỏi công tử, nàng ấy có quan hệ gì với cậu? Diệp Huyên, là tỷ tỷ của ta. Ông lão hạ giọng, lệnh tỷ đang gặp nguy. Diệp Huyên cau mày, vì sao? Sắc mặt ông lão vô cùng nghiêm trọng, nàng đang bị Táng Sơn truy sát. Diệp Huyên thắc mắc, Táng Sơn. Ông lão gật đầu, siêu thế lực mạnh nhất thế giới này. Sắc mặt Diệp Huyên trầm hẳn xuống khi nghe xong, bà tỷ tỷ này đúng là chỉ giỏi gây họa. Ông lão tiếp tục, theo chúng ta được biết, lệnh tỷ còn giết một vị thiếu chủ của thần Trích Chi Địa, hiện đang bị hai siêu thế lực truy sát. Diệp Huyên cứng ngắc. Ông lão, cậu có muốn đi cứu không? Diệp Huyên, người mạnh nhất của hai thế lực này đến cảnh giới nào? Ông lão, vĩnh hằng bất hủ. Vĩnh hằng bất hủ. Diệp Huyên đau đầu, hắn tuy không sợ vĩnh hằng bất hủ nhưng cũng không đồng nghĩa với chắc chắn sẽ thắng, bởi vì bọn họ cũng có thể tiến vào dòng sông thời gian. Tỷ tỷ thật là hắn. Lắc đầu không ngừng, ông lão lại nói, nếu công tử muốn cứu thì phải đi ngay. Tình hình của lệnh tỷ không được lạc quan cho lắm, Diệp Huyên hỏi ông ta, trong quyền lợi của ta có bao gồm được điều động cường giả Tiên Bảo Các không? Ông lão gật đầu, được. Diệp Huyên mừng thầm, vậy ta muốn điều động cường giả vĩnh hằng bất hủ của các người. Ông lão ngập ngừng. Diệp Huyên cau mày, sao vậy? Ông lão cười ngượng, chúng ta không có. Không có. Diệp Huyên kinh ngạc, ông đùa chắc, không có vĩnh hằng bất hủ cảnh. Ông lão gật đầu, đúng vậy, nếu có thì công tử đã có thể điều động, nhưng thật sự là không có. Diệp Huyên. Ông lão cười cười, chúng ta chỉ làm ăn chứ không đánh nhau. Diệp Huyên, các người không có sức mạnh thì làm sao đứng vững chân ở nơi này mà không bị bọn họ cướp sạch. Ông lão cười, họ không dám đụng vào chúng ta là vì các chủ từng suýt nữa diệt sạch bọn họ, vì vậy tổ tiên của những thế lực đó đều hạ tử lệnh không cho phép trêu vào Tiên Bảo Các. Các chủ bí ẩn. Diệp Huyên im lặng. Càng lúc càng tò mò về vị các chú thần bí của Tiên Bảo Các. Nhưng cũng càng khó chịu. Má! Ngươi có quyền điều động cường giả của chúng ta, nhưng chúng ta làm gì có cường giả cho ngươi điều động. Đậu con mẹ nó luôn. Tiên Bảo Các này đúng là không phải người phàm. Ông lão trần trừ rồi nói, Diệp công tử, nếu còn không đi e rằng lệnh tỷ sẽ gặp nguy. Diệp Huyên chán ngán nói, yên tâm đi, có chết thì cũng là ta chết trước chứ không đến lượt tỷ ấy đâu. Sau đó biến mất ở chân trời. Ông lão vội nói theo, Diệp công tử, ta còn chưa nói nàng ở đâu mà. Diệp Huyên lại xuất hiện trước mặt ông ta, ở đâu? Ông lão, biển hư khôn, đi vạn dặm về phía tay phải sẽ đến. Diệp Huyên gật gù, đoạn như nghĩ đến gì mà hỏi, ta có thể mua bảo hiểm thân thể bất trắc gì gì đó không? Ông lão lắc đầu, không được. Diệp Huyên, vì ta là khách quý của các ngươi. Ông lão lại lắc đầu, không. Chúng ta sẽ có đánh giá khi bán bảo hiểm, mà người như Diệp công tử. Có mức độ nguy hiểm rất cao, xác suất tử vong cũng cao nên không thể bán cho cậu. Chúng ta sợ, lỗ vốn. Diệp Huyên giơ ngón cái, chỉ làm ăn không lỗ. Các người được lắm. Hắn nói xong thì hóa thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Ông lão, vạn dặm với Diệp Huyên chỉ là một cái nháy mắt. Hắn đến biển hư khôn, phát hiện cảnh sắc nơi này xinh đẹp vô cùng. Nước biển trong suốt như mặt gương, có thể nhìn thấu đến đáy. Thời điểm này vừa khéo là ban đêm, ánh sao trên trời ngã vào mặt nước, đẹp không sao tả xiết. Hắn thưởng thức khung cảnh một hồi rồi nhìn về phía xa,
sau đó biến mất khi cảm nhận được khí tức của Dương Niệm Tuyết. Diệp Huyên chỉ mất một thoáng để tìm được nàng, sau đó sửng sốt khi thấy tình trạng thê thảm của Dương Niệm Tuyết. Không chỉ có khóe môi rỉ máu mà còn bị chém mất một cánh tay, hơi thở thoi thóp, sắc mặt trắng bệch. Bị thương rất nặng. Diệp Huyên cau mày, sao tỷ tỷ lại thảm thế này? Đứng cách Dương Niệm Tuyết không xa là một lão già và một người đàn ông trung niên, đều ở ý chí vĩnh hằng cảnh. Bốn phía còn có 10 người ở nhục thân vĩnh hằng cảnh. Ra là bị hội đồng. Thấy Diệp Huyên, Dương Niệm Tuyết mừng rỡ ra mặt, lập tức chạy đến ôm chầm lấy hắn, phấn khích reo lên, đệ đệ. Đệ đệ thân yêu, tỷ nhớ đệ muốn chết. Diệp Huyên. Lão già và người đàn ông đi đầu thấy hắn thì cau mày. Họ không nhìn thấu cảnh giới của hắn. Dương Niệm Tuyết thò lại thì thầm vào tai hắn, để đến một mình hả? Diệp Huyên gật đầu. Dương Niệm Tuyết, cha đâu? Diệp Huyên nghĩ nghĩ, cha bảo cha đi chơi rồi. Dương Niệm Tuyết ngẩn ra rồi cắn răng quát, đồ cầm thú. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết chần chừ một hồi mới hỏi, ông ấy có cho đệ thứ gì để giữ mạng không? Như kiếm khí chẳng hạn. Diệp Huyên lắc đầu, không có. Dương Niệm Tuyết ngạc nhiên, một tia cũng không. Diệp Huyên gật đầu, một tia cũng không. Dương Niệm Tuyết tần ngần, lúc ta đi, cha cho ta 5 tia lận. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết cũng không biết nói gì, nhưng ta dùng hết rồi. Nàng hỏi, đến cả một tia kiếm khí cũng không cho. Sao ta nghi đệ không phải con ruột của cha quá? Mặt Diệp Huyên cứng đờ. Dương Niệm Tuyết lại hỏi, đệ gọi thiên mệnh đến được không? Diệp Huyên lắc đầu. Dương Niệm Tuyết đen mặt, chắc không? Diệp Huyên không biết phải làm sao chắc. Dương Niệm Tuyết, vậy đệ đến làm gì? Diệp Huyên nhàn nhạt nói, cha bảo đệ đến giúp tỷ, nhưng bây giờ xem ra không giúp được gì rồi. Dương Niệm Tuyết cứng đờ. Diệp Huyên tò mò hỏi, tỷ làm sao mà lại đánh nhau với họ? Dương Niệm Tuyết chớp mắt. Ta tìm được một bí cảnh có rất nhiều bảo bối, có cả tinh thần mạch nữa. Diệp Huyên vội hỏi, là bao nhiêu? Dương Niệm Tuyết liếc hắn đầy đề phòng, không nhiều, 1-2 cái thôi. Diệp Huyên trừng nàng, chỉ 1-2 cái mà bọn họ phải truy sát tỉ. Điên à! Dương Niệm Tuyết do dự một hồi mới nói, 10 mấy cái. Diệp Huyên lạnh lùng, rốt cuộc là bao nhiêu? Dương Niệm Tuyết, thật sự chỉ có 10 mấy mà. Ta thề, dám nói dối thì cha sẽ hiện ra chém chết ta. Người đàn ông áo xanh. Diệp Huyên, tỷ không nói thật thì đệ đi đây. Đoạn xoay người rời đi. Dương Niệm Tuyết biến sắc, vội vàng kéo hắn lại, đệ là đệ đệ ruột của ta mà. Diệp Huyên hờ hứng, lỡ không phải thì sao? Dương Niệm Tuyết. Diệp Huyên hỏi lại, rốt cuộc là bao nhiêu? Dương Niệm Tuyết chần chừ một hồi mới nói, mấy trăm. Mấy trăm cái. Diệp Huyên nheo mắt lại, giơ một ngón tay lên, chia cho dệ một nửa. Dương Niệm Tuyết giãy lên, độc ác, quá ác. Diệp Huyên thở ơ, vậy tỷ gọi cha đến cứu đi. Hắn xoay người rời đi. Dương Niệm Tuyết vội kéo lại, đừng mà, chúng ta có thể thương lượng. Diệp Huyên, có chia hay không? Dương Niệm Tuyết gật đầu, chia, ta chia. Diệp Huyên xòe tay ra. Vậy chia trước rồi để giúp tỷ đánh. Dương Niệm Tuyết chần chừ. Lão già bên kia bỗng nói, các hạ muốn xen vào sao? Diệp Huyên liếc Dương Niệm Tuyết, nói, không, các người cứ tiếp tục. Hắn xoay người rời đi. Dương Niệm Tuyết biến sắc, vội vàng nói, đánh xong tỷ cho thêm. Diệp Huyên trợn trắng mắt, tỷ tỷ à, thân quen với nhau cả nên đừng dỡ trò lừa bịp này. Tỷ còn không biết tính nết người nhà mình thế nào sao? Dương Niệm Tuyết, cuối cùng, Dương Niệm Tuyết phải không cam tâm tình nguyện mà đưa cho Diệp Huyên một chiếc nhẫn chứa đổ với 150 tinh thần mạch bên trong. Diệp Huyên cất nó đi rồi mới nhìn sang lão già cầm đầu bên kia, nghe lão ta hỏi lại, các hạ thật sự muốn xen vào việc này. Bọn họ mang lòng đề phòng và kiêng kỵ người này. Bởi vì không cảm nhận được thực lực của hắn. Diệp Huyên nghiêm giọng nói, dĩ nhiên rồi, nàng là tỷ tỷ ruột của ta. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, các ngươi hiếp đáp tỷ ấy thì khác gì hiếp đáp ta. Dương Niệm Tuyết. Ánh mắt lão già lạnh đi khi theo từng lời hắn nói, giết.
Lão vừa dứt lời, hai tên cường giả nhục thân vĩnh hằng phía sau đã lao lên. Bản thân lão không ra tay. Trước tiên phải tìm hiểu thực hư. Nhưng hai cường giả kia vừa lao tới thì đã bị hai tia kiếm quang cắm phập vào trán. Xoẹt xoẹt. Hai tia máu phọt ra. Giết trong nháy mắt. Giết trong tích tắc. Cảnh tượng này khiến lão già và gã đàn ông biến sắc. Dương Niệm Tuyết thì trưng ra vẻ khiếp sợ. Đệ đệ mình mạnh như vậy á? Lão già lên tiếng, không biết các hạ là. Diệp Huyên chỉ cười, các người lên hết đi. Lên hết đi. Câu nói này khiến sắc mặt lão già và gã đàn ông xấu đi trông thấy. Diệp Huyên gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay. Lão già thấy thế thì biến sắc thốt lên, đi. Đi. Nhóm người kia lập tức biến mất ở chân trời. Cuối cùng vẫn không chọn phương án cứng đối cứng. Bởi vì họ không đối phó được với cường giả cấp bậc này, tấn công trực diện chẳng khác gì tặng quà cho người ta. Thấy bọn họ chạy mất đi, Dương Niệm Tuyết quay sang ngắm nghía Diệp Huyên một hồi, đệ làm kiểu gì mà mạnh lên dữ vậy? Diệp Huyên cười, thế này mà mạnh, một kiếm ban nãy còn chưa đủ một phần sức mạnh của đệ đâu. Dương Niệm Tuyết sừng sộ, đừng có ra vẻ trước mặt tỷ. Diệp Huyên hớn hở cười. Dương Niệm Tuyết bỗng hạ giọng, đệ đệ, chúng ta đến di tích kia thêm một chuyến nữa. Diệp Huyên vội hỏi, tỷ chưa lấy hết bảo vật trong đó hả? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, ừ, bên trong nguy hiểm nên ta không dám vào sâu hơn. Diệp Huyên chần chừ, nguy hiểm thế nào? Dương Niệm Tuyết nhìn hắn, có đệ ở đây thì chẳng còn nguy hiểm gì nữa. Diệp Huyên. Đợi vết thương của Dương Niệm Tuyết hồi phục rồi, bọn họ lên đường đến di tích, không bao lâu thì đặt chân lên một hòn đảo nằm sâu trên biển hư khôn. Dương Niệm Tuyết liếc nhìn bốn phía, biển này không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Huyên tò mò, chẳng phải chỉ cần đi cùng cha là muốn gì được nấy ư, sao tỷ không theo cùng. Dương Niệm Tuyết đảo trắng mắt, đi theo cha thì còn tự do gì nữa. Tự mình ra ngoài, muốn chơi sao thì chơi chẳng phải đã hơn à. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói, cũng phải. Dương Niệm Tuyết dẫn hắn đến trước một cánh cửa đá khổng lồ, phía sau không có gì cả. Diệp Huyên hỏi, ở bên trong à? Dương Niệm Tuyết gật đầu rồi đi đến trước cánh cửa, lấy ra một chiếc hộp trắng. Một dòng khí chậm rãi bốc lên. Kê tê tê tê. Diệp Huyên bỗng nhiên nghe được âm thanh, sau đó nhìn thấy một lốc xoáy trắng xuất hiện bên trong cánh cửa. Dương Niệm Tuyết nhanh chóng cất chiếc hộp vào. Diệp Huyên tò mò hỏi, trong hộp là gì vậy tỷ? Dương Niệm Tuyết cười, hơi thở của Tiểu Bạch. Diệp Huyên nhíu mày, hơi thở của Tiểu Bạch. Dương Niệm Tuyết gật đầu, dùng hơi thở của nhóc để thăm dò di tích hữu dụng lắm đấy, bởi vì di tích thường có trận pháp hoặc kết giới bảo vệ. Có hai thứ này nghĩa là có linh, mà có linh thì chắc chắn chúng chiêu của Tiểu Bạch. Diệp Huyên. Hai tỷ đệ bước vào vòng xoáy trắng kia, chỉ thoát cái đã đi đến một quảng trường rộng lớn. Bầu trời trên đầu kéo dài bao la bát ngát, cách họ không xa là một tòa đại điện màu đen đang lơ lửng với dòng chữ hư khôn hải điện. Dương Niệm Tuyết, lúc trước ta đã đến đây lấy tinh thần mạch, nhưng lại không thể vào đại điện. Diệp Huyên, có người canh giữ à? Dương Niệm Tuyết gật đầu, mạnh lắm. Diệp Huyên nhìn đại điện, chiếc hộp kia của tỷ. Dương Niệm Tuyết liếc xéo, Tiểu Bạch không có tác dụng với con người. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết, nơi này chắc chắn từng là một tông môn hùng mạnh, sao lại bị diệt vong không rõ nguyên do. Trong đại điện kia chắc chắn có không ít thứ tốt, chỉ cần đi vào được là phát tài. Diệp Huyên nhìn đại điện rồi gọi Tiểu Tháp xuất hiện trong tay. Tiểu Tháp hỏi, Tiểu chủ định làm gì? Diệp Huyên nghiêm giọng, lấy thực lực bây giờ của Tiểu Tháp ngươi. Dưới tam kiếm có ai làm người bị thương được. Đừng sợ, lên đi. Sau đó vung tay ném nó về phía đại điện. Tiểu Tháp vừa bay đến thì bị một tia sáng trắng chém trúng. Nó bay tít về sau. Diệp Huyên vươn tay, vừa chụp lại thì bản thân cũng lùi lại mấy trượng. Diệp Huyên nhìn xuống, thấy trên thân Tiểu Tháp đã xuất hiện vài vết rạn. Hắn nhíu mày nhìn đại điện, thú vị rồi đây. Tiểu Tháp mở miệng, Tiểu chủ. Diệp Huyên, lần sau gặp Thanh Nhi, ta sẽ nhờ nàng giúp người tăng sức mạnh lên. Tiểu Tháp lập tức sửa miệng, ta sẵn sàng vì Tiểu chủ vượt qua dầu sôi lửa bỏng,
nghĩa bất dung từ. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết liếc nhìn tiểu tháp, nó ở với đệ lâu cũng lây thói làm màu rồi à? Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết, còn cách nào khác không? Diệp Huyên cười, còn. Dương Niệm Tuyết vội hỏi, là gì? Diệp Huyên, đi vào. Hắn cất bước đi về phía đại điện. Dương Niệm Tuyết vội kéo tay hắn lại, nghiêm túc hỏi, có chắc không? Diệp Huyên gật đầu. Dương Niệm Tuyết chần chừ một hồi mới gật đầu, nhớ cẩn thận, nếu thấy nguy hiểm thì không cần vào. Dù sao phụ mẫu cũng có vô số gia sản để chúng ta thừa kế. Tiểu tháp. Diệp Huyên ngần ngừ, nhiều gia sản lắm sao? Dương Niệm Tuyết tròn mắt, đệ không biết hả? Diệp Huyên đen mặt, biết chết liền. Sắc mặt Dương Niệm Tuyết trở nên kỳ lạ. Diệp Huyên thở dài, nhà mình trọng nữ khinh nam dễ sợ. Hắn nói xong thì đi về phía đại điện, khi hắn đứng trước nó, lại có một tia sáng trắng bay ra. Diệp Huyên biến kiếm thanh huyên thành khiên kiếm ngăn lại trước mặt. Ầm. Khiên kiếm run lên bần bật nhưng vẫn gắng gượng đỡ hết đòn. Thân hình Diệp Huyên run lên khi chịu đựng một chiêu kia, sau đó hắn dứt khoát bước vào đại điện, nhưng tức khắc sau đã cảm nhận được gì đó mà biến sắc. Một giây sau, âm thanh rền vang nổ ra trong đại điện khi Diệp Huyên bị đánh bay ra ngoài. Dương Niệm Tuyết vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi, không sao chứ? Diệp Huyên lắc đầu, nhìn về phía đại điện hạ giọng nói, bên trong có người sống. Người sống. Dương Niệm Tuyết ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy một ông lão đang chậm rãi đi đến. Ông ta mặc áo bào đen dày cộm, vóc người tuy thấp bé nhưng ánh mắt ác liệt vô cùng. Ông lão nhìn Dương Niệm Tuyết rồi nhìn Diệp Huyên, kiếm tu. Diệp Huyên cười, đúng vậy. Ông lão im lặng một hồi, cảnh giới ngươi không đủ nhưng lại mạnh đến đáng sợ, ngươi, không tu theo cảnh giới. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Ông lão im lặng một hồi, các ngươi đến đây làm gì? Diệp Huyên do dự trước khi nói, xin được lỗ mãng hỏi một câu, tiền bối là. Ông lão điềm tĩnh đáp, ta đã không còn ở đây, thứ ngươi thấy chỉ là ảo ảnh của ta thôi. Ảo ảnh. Diệp Huyên thấp giọng hỏi, tiền bối là cường giả trên vĩnh hằng bất hủ. Ông lão nhìn hắn, phải. Diệp Huyên cười, không giấu gì tiền bối, tỷ đệ chúng ta đến đây vì truyền thừa. Truyền thừa. Ông lão im lặng. Diệp Huyên thả nhẹ giọng, tiền bối có để lại truyền thừa chứ? Ông lão gật đầu, đúng vậy, nhưng hai người e rằng không hợp. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Ông lão, mạnh như vậy rồi còn cần gì truyền thừa nữa? Diệp Huyên lập tức sướng rơn, lần đầu tiên được người khác khen. Trước đây toàn bị chê như gì? Ông lão lại nói, người tu luyện không theo cảnh giới, nhưng ta lại có, nên truyền thừa của ta không hợp với ngươi. Hơn nữa ngươi đã rất mạnh, cho dù là chân thân của ta cũng chưa chắc làm gì được ngươi. Thanh kiếm trong tay ngươi lại bất phàm, thực lực của ngươi tạo ra nó chắc chắn hơn ta. Vì vậy truyền thừa của ta không có tác dụng với ngươi. Diệp Huyên vội nói, tiền bối hiểu lầm rồi. Ta không tu cảnh giới nhưng cũng sẽ tham khảo cảnh giới. Nếu tiền bối giao truyền thừa lại cho ta, ta nhất định sẽ làm rạng danh nó. Ông lão im lặng. Như đang do dự. Diệp Huyên bồi thêm, không phải ta mèo khen mèo dài đuôi, nhưng sau này tiền bối muốn tìm một siêu thiên tài cổ kim có 102 như ta sẽ khó lắm đấy. Dương Niệm Tuyết nghe vậy thì liếc xéo hắn, giữ chút mặt mũi lại được không? Diệp Huyên. Khóe miệng ông lão cũng giật giật. Mẹ, ông ta từng gặp qua mấy kẻ vô liêm sỉ, nhưng đến trình độ này thì là lần đầu tiên. Diệp Huyên, tiền bối nhìn ta xem, ở niên đại của người có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt như ta không? Ông lão chần chừ một hồi mới đáp, không nhiều. Diệp Huyên tiếp tục, vậy người cho rằng người còn có cơ hội gặp được người xuất sắc như ta không? Ông lão, rất khó. Diệp Huyên nghiêm giọng, vậy người còn do dự gì nữa? Ông lão, người đúng là tốt thật, chỉ là, mặt dày quá, ta sợ có ngày người bôi nhỏ thanh danh ta. Diệp Huyên. Bôi nhỏ thanh danh. Diệp Huyên nổi sùng trước những lời của ông lão. Lão già này không biết ăn nói gì hết. Thấy hắn tức giận, Dương Niệm Tuyết đứng một bên không nhịn được mà cười phá lên. Ông lão lại nói, thực lực của tiểu hữu đã rất mạnh, không cần truyền thừa của ta nữa.
Hơn nữa đạo của chúng ta không giống nhau, đạo của ta không hợp với ngươi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, vậy ta cũng không cưỡng ép nữa. Hắn liếc Dương Niệm Tuyết, hời cho tỷ. Dương Niệm Tuyết cười khà khà, người nhà cả, hời cho ta cũng là hời cho đệ thôi. Diệp Huyên bĩu môi không nói. Ông lão lại nhìn Dương Niệm Tuyết, nói thật ra ngươi cũng không hợp. Dương Niệm Tuyết cứng đờ tại chỗ. Diệp Huyên cười há há. Ông lão thấp giọng thở dài, hai tỷ đệ các ngươi đều vô cùng xuất sắc, nhưng lại không phù hợp với truyền thừa của ta. Diệp Huyên, vậy tiền bối còn định chờ bao lâu nữa? Sắc mặt ông lão trở nên ảm đạm, im lặng không nói. Hai người trước mặt vô cùng xuất sắc, nhưng lại không phù hợp với truyền thừa của ông ta, bởi vì ông ta nhìn ra lai lịch bọn họ không đơn giản, đạo mà họ tu luyện đều vượt xa đạo của ông ta. Nếu đưa truyền thừa của mình cho họ, không bao lâu nó cũng sẽ bị đào thải, cuối cùng biến mất khỏi thế gian. Không phải họ không tốt, mà là họ quá tốt. Diệp Huyên bỗng nói, thế này đi, tiền bối đưa truyền thừa cho ta, ta thay người tìm truyền nhân, được chứ? Ông lão hỏi, người thay ta tìm truyền nhân. Diệp Huyên gật đầu, hai chúng ta không hợp với truyền thừa của người thì ta sẽ tìm người phù hợp, dù sao cũng tốt hơn tiền bối cứ mãi chờ đợi ở đây. Người thấy sao? Sau một hồi im lặng, ông lão gật đầu cũng được. Sau đó biến ra một quyển trục màu đen trong tay, chậm rãi đẩy nó bay đến cho Diệp Huyên, truyền thừa của ta đều nằm trong đây. Diệp Huyên nhận lấy, tiền bởi không sợ ta lén độc chiếm sao? Ông lão cười, đại đạo của tiểu hữu ngươi vượt xa đạo của ta. Chút truyền thừa này, ngươi chướng mắt. Diệp Huyên cũng cười thu quyền trục về. Ông lão lại gọi một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay, của cải thích cóp sau khi ta chết năm ấy đều ở đây. Ông ta nhìn hai người, tặng cho các ngươi. Dứt lời, chiếc nhẫn đã bay về phía hai tỷ đệ. Ông ta biết hai người này đến đây chắc chắn để tìm của cải, nếu không cho họ thứ gì tốt thì sợ rằng họ sẽ mang truyền thừa của mình đi bán. Nghe vậy, Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết đồng thời cong môi cười. Diệp Huyên nhanh tay thu nhẫn vào. Cả hai cũng không quá xem trọng truyền thừa, quan trọng là tiền tài của cải cơ. Diệp Huyên bỗng tò mò hỏi, tiền bối, theo ta biết thì cường giả như các người cho dù chỉ còn một tia thần hồn cũng có thể hồi sinh chứ đừng nói ý thức, nhưng vì sao người lại? Ông lão cười khổ, người nói không sai. Bình thường cho dù chỉ còn một chút ý thức cũng có thể sống lại, nhưng ta lại chết bất thường. Diệp Huyên cau mày, chết bất thường. Ông lão gật đầu, năm ấy ta bị người khác chém cả tương lai và hiện tại, cũng chính là hoàn toàn tiêu diệt, vì vậy ta không thể sống lại được, cho dù được thì cũng sẽ chết ngay. Diệp Huyên, chém hiện tại và tương lai của một người. Ông lão cười, tiểu hữu hẳn là có thực lực này. Diệp Huyên im lặng, hắn quả thật có, nhưng đó giờ lại quên mất. Bây giờ nghĩ lại mới phát hiện hắn đó giờ giết người đều là hoàn toàn xóa sổ, không để lại bất kỳ đường sống nào. Ông lão tiếp tục, thần hồn này của ta được để lại từ rất lâu trước kia, bằng không hôm nay chúng ta đã chẳng gặp nhau. Diệp Huyên, người giết tiền bối mạnh thế nào? Ông lão, rất mạnh. Dương Niệm Tuyết hỏi, rất mạnh là bao nhiêu? Ông lão suy nghĩ một hồi, đáp, năm ấy ta không đỡ được một chiêu nào. Diệp Huyên bỗng hỏi, là kiếm tu sao? Ông lão lắc đầu, không. Hai tỷ đệ nhìn nhau. Không phải kiếm tu. Vậy thì không phải tam kiếm, thì ra trên đời này trừ ba người ấy ra vẫn còn siêu đại lão khác. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên hỏi, tiền bối nói một chút về người đó được không? Ông lão nhìn hắn, tốt nhất không nên. Diệp Huyên tò mò, vì sao? Ông lão cười khổ, một khi ta nói ra, đối phương sẽ biết được, khi ấy hai người đều sẽ gặp nguy. Dương Niệm Tuyết hỏi Diệp Huyên, đệ sợ không? Diệp Huyên hỏi ngược lại, tỷ không sợ à? Dương Niệm Tuyết chần chừ, thì thấy đệ lợi hại vậy, chúng ta cần gì sợ ai nữa? Diệp Huyên trừng nàng, tỷ tưởng đệ là cha chắc. Thực lực hắn hiện nay tuy không kém nhưng cũng không phải tiểu tháp. Đụng một chút là dưới tam kiếm ta vô địch, trên tam kiếm một đổi một. Bà mẹ nó chứ. Bị đánh như bao cát bấy lâu mà còn không tiến bộ thì bao năm qua sống cho chó ăn hết à. Dương Niệm Tuyết bĩu môi, không nói thêm nữa. Nàng cũng có phần không chắc chắn.
Lỡ như đối phương quá mạnh thì hai tỷ đệ họ sẽ phải chôn chân ở nơi này. Ông lão do dự một hồi, nói ta không dám nói tên người ấy ra nhưng có thể nhắc nhở hai ngươi một câu. Đối phương thường xuyên đeo một chiếc giỏ trúc nhỏ trên lưng. Nào ngờ lời còn chưa dứt, linh hồn ông ta đã bùng cháy rồi tan biến sau một khắc, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết không khỏi sững sờ. Một con người cứ thế biến mất. Bỗng không gian trước mắt họ chấn động, có một luồng khí tức bí ẩn truyền đến ngày càng gần. Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết nhìn nhau, bỗng cảm thấy căng thẳng. Diệp Huyên nói, tỷ gọi cha đi. Dương Niệm Tuyết, để gọi đi. Diệp Huyên nhìn nàng, đừng nói tỷ không gọi được đấy nhé. Dương Niệm Tuyết gật đầu, đoán đúng rồi. Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ. Khí tức kia càng đến gần. Sắc mặt Diệp Huyên đã vô cùng trầm trọng, tỷ có chắc không liên hệ được cha chứ? Dương Niệm Tuyết, bằng không để cản phía sau đi. Diệp Huyên. Bỗng nghe Tiểu Tháp nói, trời má giờ này hai người còn đứng đây cãi nhau chứ không lo chạy hả? Hai người nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó Diệp Huyên lập tức kéo Dương Niệm Tuyết biến mất tại chỗ. Chạy. Họ vừa rời đi không lâu thì có một tiếng ơ khe khẽ vang lên trong điện, sau đó toàn bộ di tích đều hóa thành hư vô. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết xuất hiện trên mặt biển, thấy di tích lặng lẽ biến mất thì đều thở phào nhẹ nhõm. Dương Niệm Tuyết, bên ngoài nguy hiểm quá. Diệp Huyên nhìn nàng, để thấy tỷ vẫn nên trở về cùng cha thì hơn. Đi theo ông ấy tuy không được tự do nhưng được cái an toàn. Dương Niệm Tuyết lắc đầu, đi theo cha chán lắm, lại không có Tiểu Bạch lẫn Nhị Nha nên càng chán. Diệp Huyên do dự một hồi, hỏi tỷ muốn đi ngao du cũng được, nhưng mà tự mình mạnh hơn đã được không? Dương Niệm Tuyết chừng hắn, đệ nói ta là gánh nặng của đệ chứ gì? Diệp Huyên vội lắc đầu, nào có. Dương Niệm Tuyết hừ mũi, đệ đừng có hạn hẹp như vậy, tuy ta không mạnh lắm nhưng cũng đã đi theo cha nhiều năm, vẫn có một ít mạng lưới giao thiệp trong tay, sau này có thể giúp đệ. Diệp Huyên chề môi, ý bảo có quỷ mới tin tỷ. Dương Niệm Tuyết bỗng xòe tay ra, chia của thôi. Diệp Huyên không hiểu, chia tiền gì. Dương Niệm Tuyết cả giận, của cải vị tiền bối ban nãy cho đệ chứ gì. Hay định nuốt trọn một mình. Diệp Huyên, tỷ à, tỷ đi theo cha không lo ăn uống, còn đệ đây. Dương Niệm Tuyết ngắt lời, đệ mà dám không chia, ta sẽ đi mách các vị di mẫu là đệ ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Diệp Huyên cứng đờ, vội hỏi thầm, Tiểu Tháp, như vậy có ảnh hưởng đến ta không? Một hồi sau nó mới đáp, nhiều là đằng khác. Diệp Huyên thắc mắc, là thế nào? Tiểu Tháp thở dài, bây giờ người đang được nuôi thả. Mà mấy vị chủ mẫu vẫn luôn ôm thái độ phản đối việc này. Cũng như lần trước đinh chủ mẫu giúp người ấy, có biết vì sao không? Vì bà ấy phản đối cách làm này của chủ nhân. Nhưng nếu Niệm Tuyết tỷ đi nói xấu làm hại thanh danh tiểu chủ thì các vị chủ mẫu sẽ chuyển sang ủng hộ chủ nhân tiếp tục nuôi thả người, về sau cũng không giúp người nữa. Mấu chốt nhất là mẫu thân của người, Đông Lý chủ mẫu cũng đang xây dựng một thế lực cho người đúng không? Vì sao bà ấy có thể làm được? Chắc chắn là có các vị chủ mẫu khác giúp đỡ. Nó thoáng dừng lại, hỏi tiếp, người có biết vì sao chủ nhân đưa ta cho người không? Diệp Huyên cau mày, không phải do ngươi chủ động muốn theo ta à? Tiểu Tháp im lặng suốt một hồi, tiểu chủ đúng là vô liêm sỉ, đến bản thân mình cũng gạt được, ta bái phục. Diệp Huyên. Tiểu Tháp, sở dĩ chủ nhân đưa ta cho người là vì tô chủ mẫu yêu cầu. Bà ấy là mẹ ruột của Niệm Tuyết tỷ. Sợ tiểu chủ chịu nhiều cực khổ nên mới nói chủ nhân làm vậy. Diệp Huyên, trước tiên thì ta cảm ơn tấm lòng của Tô Di, nhưng mà... Tiểu Tháp, người tự vấn lương tâm lại xem, ban đầu đi theo ta, người ngoại trừ bô bô cái mồm, giả vờ khoe mẽ ra thì còn làm được gì? Nếu không nhờ Thanh Nhi cải tạo thì ta còn tưởng cha phái người đi làm cục tạ cho ta. Tiểu Tháp, thấy Diệp Huyên im ỉm suốt nửa ngày không nói gì, Dương Niệm Tuyết trợn mắt chừng hắn, chia đây. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, liếc nàng một cái, thấp giọng thở dài rồi đưa một chiếc nhẫn sang. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua bên trong thì mặt mày sáng rỡ. Diệp Huyên, đệ không ngại đường xa vạn dặm đến đây cứu tỷ, tỷ không định tỏ lòng biết ơn gì sao? Dương Niệm Tuyết nghiêm túc nói, đệ nghĩ như vậy chứng tỏ tầm nhìn còn quá hạn hẹp.
đừng có chú ý vào lợi ích trước mắt mà phải biết nhìn xa trông rộng về tương lai, hiểu chưa? Diệp Huyên lắc đầu, cảm thấy đầu cứ ong ong. Đúng lúc này, hai tỷ đệ ngẩng đầu lên khi cảm nhận được vài luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở chân trời. Họ nhíu mày. Dương Niệm Tuyết vội lỉnh ra sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên. Sau đó, có 6 người xuất hiện trước mặt hắn. Đi đầu là một lão già tóc muối tiêu, mặt mũi hóp lại, hai mắt sắc bén ác liệt như dao. Dương Niệm Tuyết thốt lên, là người của Táng Sơn. Táng Sơn. Diệp Huyên lẳng lặng nhìn lão già. Lão ta cũng nhìn lại, nói tên chỗ dựa của ngươi ra. Diệp Huyên ngẩn ra, là sao? Lão già lạnh lùng lặp lại, chỗ dựa của ngươi quyết định thái độ của chúng ta với ngươi. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, tam kiếm. Nào ngờ lão già lại cau mày, chưa từng nghe. Giết. Nói xong, lão ta đã biến mất. Lập tức ra tay. Diệp Huyên đen mặt. Chỉ thấy lão già lại biến mất một cách kỳ lạ, sau đó thời không bốn phía bỗng trở nên vặn vẹo. Vô số tia sáng trắng nhòn nhọn như kim châm ồ ạt chút xuống về phía Diệp Huyên. Hắn cau mày, vung tay biến kiếm Thanh Huyên thành Thuẫn kiếm ngăn lại trước mặt. Ầm 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 ầm. Từng tiếng nổ vang lên trong thời không, Diệp Huyên liên tục lùi lại. Hắn còn chưa vững bước thì ngẩng phát lên, nhìn thấy một bàn tay khổng lồ như núi đổ ập xuống. Không phải bàn tay bình thường, mà mang theo lực lượng thời không và bất hủ chi lực khổng lồ. Diệp Huyên vung tay cho kiếm Thanh Huyên bay vút lên. Ầm. Bàn tay ăn trúng một kiếm thì run lên bần bật rồi nứt ra. Bỗng có một cái bóng mờ nhào về phía Diệp Huyên. Hắn nheo mắt lại, rút kiếm chém ra. Ầm. Kiếm quang nổ tung, Diệp Huyên bay ngược về sau với tốc độ kinh hoàng, chỉ nháy mắt đã bay đi hơn vạn trượng. Khi vừa dừng lại, vùng thời không nơi hắn đặt chân bỗng biến thành một lốc xoáy khổng lồ màu đen. Tràn ngập lực hấp dẫn khủng bố đang không ngừng lôi kéo, cắn xé thân thể hắn. Cùng lúc ấy, lão già kia xuất hiện trước mặt Diệp Huyên với đôi mắt dữ tợn, chết đi cho lão phu. Lão ta siết tay phải lại rồi tung ra một quyền. Ầm. Cú đấm lao tới với một quầng sáng vàng rực, bên trong chứa đựng vô số ký tự phù văn kỳ lạ, mỗi một ký tự đại diện cho một loại pháp tắc, mà mỗi loại pháp tắc đại diện cho một loại đạo. Thấy lão già tung đấm, sắc mặt Diệp Huyên trở nên xấu xí. Má! Lão này là vĩnh hằng bất hủ cảnh. Ban nãy lão ta giấu cảnh giới. Táng Sơn này ghê thật, không ngờ lại phái cả vĩnh hằng bất hủ đến đây. Không phải nên đi theo lẽ thường, phái vài đứa yếu yếu đến để hắn luyện tay trước sao? Diệp Huyên không dám nghĩ nhiều, cũng không dám khinh thường cú đấm này. Hắn không chọn phòng thủ mà bước tới trước, đâm kiếm ra. Mũi kiếm điềm tĩnh như nước chảy nhưng lại khiến lão già biến sắc, đồng tử rụt dẹp lại thành hình kim như vừa nhìn thấy điều gì kinh khủng. Một khắc sau, vẻ kinh hoàng ấy biến thành phẫn nộ, vậy thì lấy mạng đổi mạng. Nói xong, lão dùng hết toàn lực tung ra thêm một cú đấm. Ánh sáng vàng chói lòa như mặt trời bùng nổ khiến thời không khắp nơi sôi trào. Ầm. Diệp Huyên bị đấm bay đi như một con diều đứt dây, toàn thân trên dưới lấp lóe ánh vàng. Cứ mỗi một tia sáng lóe lên, hắn lại phun ra một ngụm máu. Hắn lui lại chừng mấy trăm nghìn trượng mới có thể dừng lại, khi ấy sắc mặt đã trắng như vôi. Hắn cúi xuống nhìn, thấy chiến giáp của nhị nha vẫn hoàn hảo, nhưng vấn đề ở chỗ thân xác hắn đã gặp chuyện lớn. Bị thương rất nặng. Chiến giáp lợi hại thật nhưng thân xác hắn thì không. Sắc mặt Diệp Huyên đanh lại. Nếu không có chiến giáp của nhị nha thay hắn hấp thụ phần lớn sức mạnh thì hắn đã bỏ mạng dưới cú đấm kia rồi. Hắn ngẩng đầu, thấy lão già nơi xa đã dần trở nên mờ ảo. Lão ta trừng trộm nhìn hắn, chém tương lai. Ngươi có thể trở lại quá khứ để chém tương lai. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Lão ta im lặng một hồi mới hỏi, vì sao ngươi không bị pháp tắc thời gian xóa sổ? Diệp Huyên, ông biết thời gian chi chủ không? Đồng tử lão già co lại, người biết. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Lão già run run, ban nãy ta hỏi ngươi có chống lưng hay không, vì sao ngươi không nói ra thời gian chi chủ. Ngươi mà nói thì lão phu có 10.000 lá gan cũng không dám ra tay với ngươi. Diệp Huyên nhìn lão, tam kiếm còn lợi hại hơn thời gian chi chủ nhiều. Sắc mặt lão ta đọng lại.
Diệp Huyên bỗng hỏi, thời gian chi chủ lợi hại lắm đúng không? Một tia mịt mờ dâng lên trong mắt lão già, như thần. Giống như thần. Diệp Huyên im lặng. Có phải hắn đã đánh giá thấp thực lực của thời gian chi chủ rồi không? Thật ra cũng không trách hắn, chỉ vì thời gian chi chủ ban đầu quá mức khép nép. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy, đối phương còn quỳ nữa cơ. Nhưng Diệp Huyên quên mất người khiến thời gian chi chủ quỳ không phải hắn. Lão già kia đã biến mất không còn. Bị xóa sổ hoàn toàn. Thấy lão già biến mất rồi, Diệp Huyên mới im lặng nghĩ, thì ra hắn đã đánh giá thấp cường giả Vĩnh Hằng Bất Hủ. Thực lực hiện nay của hắn tuy đã đủ để chém chết Vĩnh Hằng Bất Hủ cảnh nhưng cũng có thể bị giết bởi đối phương. Ban nãy nếu hắn không kịp thời khởi động chiến giáp của nhị nha thì e rằng đã thần hồn câu diệt rồi. Vĩnh Hằng Bất Hư cảnh, Diệp Huyên hít sâu vào một hơi, xem ra mình phải nhanh chóng đạt đến nhục thân bất hủ cảnh mới được. Hắn đã có tinh thần mạch trong tay, muốn làm được chuyện ấy không phải khó. Lúc này, Dương Niệm Tuyết đi đến nhìn hắn một lượt, không sao chứ? Diệp Huyên cười khổ, tỉ nói xem. Dương Niệm Tuyết chần chừ một hồi rồi gọi một viên đan dược màu trắng xuất hiện trong tay, không đợi Diệp Huyên kịp phản ứng đã nhét nó vào miệng hắn, khiến thân thể hắn lập tức phục hồi trong nháy mắt. Trong nháy mắt, Diệp Huyên ngơ ra. Hắn vốn có nghịch thuận chi thể và huyết mạch bất tử mạnh mẽ kinh hồn, vì vậy tốc độ tự chữa lành của thân xác đã rất kinh khủng. Nhưng cho dù vậy hắn vẫn cần thời gian nhất định, vậy mà viên đan dược này lại có thể giúp hắn phục hồi trong nháy mắt. Diệp Huyên kinh ngạc hỏi Dương Niệm Tuyết, tỷ, viên đan dược đó là gì? Dương Niệm Tuyết hờ hững nói, cha để lại cho ta. Ông ấy không cho đệ à? Diệp Huyên cứng đờ, cảm giác như bị đâm vào tim. Có cho không? Có cái bíp. Một ngọn lửa không tên bừng lên trong lòng hắn. Cha chẳng để lại cho hắn một thứ gì cả chứ đừng nói đan dược, đã thế lại còn lấy ba tia kiếm khí đi. Không phải người mà. Dương Niệm Tuyết hỏi, sao vậy? Diệp Huyên thở dài, không nói lời nào. Dương Niệm Tuyết lưỡng lự, có phải giận cha rồi không? Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Dương Niệm Tuyết bĩu môi, thế mà còn không giận. Đoạn nàng đưa một chiếc bình ngọc trắng cho hắn, cho đệ. Diệp Huyên nhìn nó, đây là gì? Dương Niệm Tuyết, đan dược, ta còn 5 viên, cho đệ 3, ta giữ lại 2. Diệp Huyên do dự một hồi, nói tự dưng tỷ tốt như vậy làm đệ không quen. Dương Niệm Tuyết trừng mắt, giờ có muốn không? Diệp Huyên vội thu chiếc bình vào, muốn chứ? Dương Niệm Tuyết liếc xéo hắn rồi hỏi, đệ nói xem Táng Sơn với thần để chi địa có chịu dừng lại không? Diệp Huyên chỉ nói, chúng ta đi tìm chúng. Dương Niệm Tuyết, tìm chúng. Diệp Huyên nhún vai, dĩ nhiên rồi, đệ không thích ở thế bị động. Dương Niệm Tuyết do dự, đệ thắng được chúng không vậy? Chúng còn có cường giả Vĩnh Hằng Bất Hủ đấy. Diệp Huyên cười, không thắng được. Dương Niệm Tuyết nhíu mày, vậy mà còn đi. Diệp Huyên chớp mắt, nhưng chúng có biết đệ đánh không lại đâu. Dương Niệm Tuyết. Diệp Huyên đã nói là làm, lập tức đưa Dương Niệm Tuyết đến Táng Sơn. Không bao lâu sau họ đã đến nơi, vừa đặt chân xuống đã bị mười mấy luồng thần thức khóa lại. Dương Niệm Tuyết vội vàng lẻn ra sau lưng Diệp Huyên. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng lên tiếng, tiểu chủ, Niệm Tuyết tỷ còn yếu như vậy, người dẫn nàng theo làm gì? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, thầm nói, Tiểu Tháp, ta hỏi ngươi, địa vị của tỷ ấy trong nhà thế nào? Tiểu Tháp nói sau một hồi im lặng, so với tiểu chủ thì khác một trời một vực. Diệp Huyên tức giận mắng trong lòng, ta đếch bảo ngươi đi so sánh, không biết nói gì thì câm. Tiểu Tháp. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu. Nói, địa vị của tỷ ấy trong nhà rất cao, vậy ngươi nghĩ cha liệu có để cho tỷ ấy gặp chuyện không? Tiểu Tháp, tuyệt đối không. Niệm Tuyết tiểu chủ mà gặp chuyện thì chủ nhân chắc chắn sẽ rén chết khiếp, tại ngài ấy sợ tô chủ mẫu lắm. Nó nói đến đây thì dừng lại một chút, Niệm Tuyết tiểu chủ chắc chắn sẽ không có mệnh hệ gì, vậy là nàng tương đương với bùa hộ mệnh của tiểu chủ. Trời mẹ, dám lợi dụng cả tỷ tỷ mình, đúng là không phải người mà. Nhưng ta thích. Hê hê. Chỉ thấy Dương Niệm Tuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, sắc mặt như băng. Diệp Huyên, Tiểu Tháp, ngươi nói chuyện quên cách âm rồi đúng không? Tiểu Tháp.
xong rồi. Giọng của Tiểu Tháp chợt vang lên trong đầu Diệp Huyên, giây tiếp theo Dương Niệm Tuyết đưa Tiểu Tháp đi, để Diệp Huyên ở lại đó một mình. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Tiểu Tháp ở cuối chân trời xa. Diệp Huyên! Phản kháng! Đương nhiên Tiểu Tháp không dám phản kháng lại Dương Niệm Tuyết. Nó dám phản kháng Diệp Huyên chứ nào dám làm gì Dương Niệm Tuyết, ai không biết Dương Niệm Tuyết là công chúa của nhà họ Dương. Diệp Huyên lắc đầu, Tiểu Tháp nói năng đều không dùng não. Thiệt tình! Đúng là tạo nghiệp mà! Diệp Huyên không để ý đến Tiểu Tháp và Dương Niệm Tuyết nữa, ngẩng đầu nhìn nơi xa, có một ông lão đang đứng đó. Ông lão mặc áo bào dài màu đỏ máu, mái tóc bạc trắng, trên mặt còn có một số phù văn kỳ dị, cả người toát lên đầy vẻ tà ác. Diệp Huyên cười hỏi, ông chính là sơn chủ của Táng Sơn. Ông lão khàn giọng đáp, đúng thế. Diệp Huyên đột nhiên tức giận chỉ vào ông ta, dám phái người đến giết ta, ai cho ông lá gan đó? Ông không biết ta là ai à? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lão phu cũng khá tò mò. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, lệnh huyền thiên xuất hiện trong tay hắn, biết đây là lệnh gì không? Sắc mặt ông lão khá khó coi, lệnh huyền thiên. Diệp Huyên nói, biết ta và các chủ Tiêu Bảo Các có quan hệ gì không? Ông lão nhìn Diệp Huyên đăm đăm, không lên tiếng. Diệp Huyên chợt đi về phía ông lão, thấy vậy, ông ta nhíu mày, ngươi làm gì đấy? Diệp Huyên cười bảo, chẳng phải ông muốn giết hai huynh muội ta sao? Tới đây, ông đánh chết ta đi. Vẻ mặt ông lão rất khó coi. Diệp Huyên nói, mau tới đánh chết ta đi, ta đảm bảo sẽ không gọi người. Ông lão! Lúc này, bốn phía xuất hiện rất nhiều cường giả của Táng Sơn, thấy Diệp Huyên phách lối như vậy, nét mặt bọn chúng cũng khó coi đến cùng cực. Mẹ nó, phách lối thế! Không phải người à! Có người đang định ra tay nhưng bị Sơn chủ Táng Sơn ngăn lại. Lệnh huyền thiên! Có lệnh bài này có nghĩa là Diệp Huyên đã được các chủ Tiêu Bảo Các công nhận, mà các chủ của Tiêu Bảo Các. Nghĩ đến đây, nét mặt Sơn chủ Táng Sơn không khỏi trở nên nặng nề. Ông ta cũng rất dè chừng các chủ của Tiêu Bảo Các, bởi vì ông ta đã từng bị đối phương cho một bài học. Đó là một người đáng sợ tới mức không thể tả được. Lúc này, Diệp Huyên lên tiếng, chẳng phải các ông muốn giết ta à? Tới đây đi! Ông lão dẹp mọi suy nghĩ, nhìn Diệp Huyên, chàng trai, đừng được đằng chân lân đằng đầu. Tuy ngươi là... Nói đến đây, con người của ông ta đột nhiên co lại, giây tiếp theo, trong ánh mắt của mọi người, cơ thể ông ta bỗng trở nên hư ảo. Chém rồi! Nhìn thấy cảnh này, những cường giả của Táng Sơn đang có mặt đều ngây người. Chuyện gì vậy? Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Trong mắt là vẻ kinh hãi, thời gian, sao ngươi có thể quay lại quá khứ chứ, không thể nào. Diệp Huyên hơi khó hiểu, quay lại quá khứ chẳng phải là chuyện rất đơn giản ư. Sao, ông không biết à? Ông lão. Ông lão còn muốn nói gì đó nhưng giây tiếp theo, một tia kiếm quang chợt bé lên. Phụt, ông lão đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên về lại tay hắn, hắn nhìn xung quanh, còn ai nữa? Còn ai nữa? Trong mắt đám cường giả Táng Sơn đều là vẻ sợ hãi. Giết một cường giả vĩnh hằng bất hủ cảnh chỉ trong giây lát. Quá kinh khủng. Diệp Huyên đang định ra tay thì lúc này đám cường giả Táng Sơn chợt bỏ chạy tán loạn, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt tất cả cường giả đều biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Huyên. Diệp Huyên không đuổi theo, hắn xòe tay, nhẫn chứa đồ của Sơn chủ Táng Sơn lúc trước xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn lướt qua thấy có đến mấy trăm tinh mạch. Mấy trăm. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đổ đi, quay người lại, lúc này Dương Niệm Tuyết đã dẫn Tiểu Tháp đi tới. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, đệ giải quyết Táng Sơn rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Dương Niệm Tuyết hơi tò mò, giải quyết bằng cách nào? Diệp Huyên cười đáp, lúc trước chúng ta giết một cường giả vĩnh hằng bất hủ cảnh của Táng Sơn. Đệ đoán hẳn là Táng Sơn bọn họ không nhiều cường giả cấp bậc này, vì thế vừa nãy sau khi xác nhận chỉ có một vĩnh hằng bất hủ cảnh, đệ đã tiện tay giết ông ta luôn. Thế là chúng chạy hết. Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, đơn giản vậy thôi à. Diệp Huyên lắc đầu cười, tỉ nghĩ rất khó à. Dương Niệm Tuyết giơ ngón tay cái lên,
không hổ là đệ đệ của ta, lợi hại. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết nhìn xung quanh rồi hỏi, có lấy được bảo vật nào không? Diệp Huyên do dự một chút rồi lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra, đây là nhẫn chứa đồ của Sơn Chủ lúc trước, bên trong có mấy trăm tinh mạch, quy tắc cũ, mỗi người một nửa. Nói rồi hắn lấy một nửa ra đưa cho Dương Niệm Tuyết. Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, cười hỏi lại, lão đệ, sao tự nhiên đệ lại hào phóng thế? Diệp Huyên cười bảo, chúng ta là tỷ đệ ruột thịt mà. Dương Niệm Tuyết nghi ngờ nhìn hắn, ta không tin đệ đột nhiên trở nên tốt như vậy đâu. Diệp Huyên bật cười, chẳng phải lúc trước tỷ cũng cho đệ đan dược đấy à? Dương Niệm Tuyết chần chừ một lúc rồi bảo, thật ra loại đan dược đó ta không chỉ có 5 viên. Diệp Huyên hơi tò mò, vậy tỷ có mấy viên? Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, mấy trăm viên. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây ra như phỗng. Mấy trăm viên? Ôi mẹ ơi! Đây là con ông cháu cha à? Đậu má! Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên khó coi. Cùng một phụ thân sinh ra, sao lại được đối xử khác xa nhau thế này? Lúc này, Dương Niệm Tuyết lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra, đưa cho Diệp Huyên, trong này có 200 viên, để giữ lại dùng đi. Loại đan dược này vô cùng quý giá, phụ thân tìm người đặc chế cho ta, mỗi viên đều có giá trị liên thành, để dùng tiết kiệm thôi. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Dương Niệm Tuyết khẽ hỏi, đệ giận hả? Diệp Huyên lắc đầu. Dương Niệm Tuyết cười nói tiếp, thật ra ta đã từng nói chuyện với mẫu thân về đệ, ta hỏi mẫu thân, vì sao phụ thân lại muốn để đệ được tự do, đệ biết bà ấy nói gì không? Diệp Huyên cũng hơi tò mò, bà ấy nói thế nào? Dương Niệm Tuyết đáp, bà ấy nói phụ thân kỳ vọng rất nhiều ở đệ. Ông ấy biết rõ nếu đưa đệ đi cùng mình thì đệ sẽ mãi mãi chỉ là con ông cháu cha, đệ sẽ chẳng bao giờ vượt qua ông ấy được. Để đệ được tự do đồng nghĩa với việc cho đệ được phát triển ở ngoài với khả năng vô hạn. Diệp Huyên im lặng. Dương Niệm Tuyết cười nhẹ, ông ấy chưa bao giờ muốn ta vượt qua ông ấy, với ông ấy mà nói, ta chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là đủ. Mà ông ấy cũng có khả năng để ta được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nhưng ta không hề muốn cuộc sống như vậy. Ta cũng muốn cố gắng, muốn vượt qua ông ấy, muốn ông ấy nhìn mình bằng ánh mắt khác. Tiểu tháp đột nhiên nói, xem ra chủ nhân bảo ta đi theo tiểu chủ cũng không hoàn toàn vì tô chủ mẫu, chắc chắn y cũng muốn ta vượt qua y. Trời giao trọng trách lớn cho tháp ta đây, trước ắt phải khổ tâm khổ trí, lao lực gân cốt, thì ra ta vẫn chưa hiểu được tâm tư của chủ nhân. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết lắc đầu cười, tiểu tháp, tính cách ngươi thay đổi nhiều thật đấy. Trước đây ngươi không như thế này. Tiểu tháp thấp giọng thở dài, lúc trước đi theo chủ nhân, có ai không nể mặt tiểu tháp ta ba phần. Từ khi đi theo tiểu chủ, đãi ngộ của ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục, không ai nể mặt tiểu tháp ta nữa. Ta cũng khổ lắm. Mặt Diệp Huyên đen xì, tiểu tháp, ta đã nhờ Thanh Nhi cải tạo ngươi đấy. Tiểu tháp do dự, tiểu chủ, lần sau bảo thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo cho ta trở nên lợi hại hơn nữa nhé. Tốc độ biến hóa kẻ địch của người quá nhanh, nhanh đến mức ta sắp không theo kịp bước chân nữa rồi. Diệp Huyên. Lúc này, Dương Niệm Tuyết bỗng nói, lão đệ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đến thần để chi địa à? Diệp Huyên gật đầu, đi. Nói xong hai tỷ đệ cùng biến mất. Không lâu sau, Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết đến thần để chi địa. Vừa tới nơi, Diệp Huyên đã cau mày, giây tiếp theo, con người co lại. Hắn chợt rút kiếm ra chém. Vụt, kiếm quang bắn ra, Diệp Huyên liên tục lùi lại cả mấy nghìn trượng, hắn vừa dừng lại, xung quanh chợt xuất hiện một kết giới kỳ dị. Diệp Huyên nhíu mày, nhìn về phía xa, ở nơi đó có một ông lão mờ ảo, là một linh hồn. Ông lão nhìn Diệp Huyên rồi nói, đúng là cũng hơi phi thường, bảo sao bọn họ lại gọi ta ra trước. Gọi tổ tông. Nghe vậy, nét mặt Diệp Huyên trở nên khó coi. Không ngờ thần để chi địa này lại gọi tổ tông trước để chờ hắn tới. Ông lão lại nói, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên đang định nói thì lúc này ông lão hơi nheo mắt rồi bảo, trảm tương lai. Nói xong, ông ta chợt nắm tay phải lại đánh mạnh về phía trước. Bùm! Cú đánh này khiến thời không nơi ông ta đang đứng trở nên vặn vẹo, giây tiếp theo, thời không vỡ vụn, linh hồn của ông lão lùi về sau mấy vạn trượng.
sắc mặt Diệp Huyên trở nên cực kỳ khó coi. Thế mà đối phương lại có thể đỡ được Trảm tương lai của hắn. Đối phương cũng trở về quá khứ. Đây không phải vĩnh hằng bất hủ cảnh, mà là cường giả trên cả vĩnh hằng bất hủ cảnh. Ông lão đứng ở nơi xa nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại có thể đi vào dòng sông thời gian? Diệp Huyên nhìn ông lão, vậy vì sao ông có thể vào được dòng sông thời gian? Nghe vậy, vẻ mặt ông lão chợt trở nên kỳ lạ. Nhìn thấy vẻ mặt của ông ta, Diệp Huyên nhíu mày, hắn nói sai à? Ông lão chợt trầm giọng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, ta là người đến để giết ông. Dứt lời, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn chợt bay ra, đồng tử của ông lão ở nơi xa co rút lại. Trảm tương lai. Trảm hiện tại. Còn có thể thế này ư? Sau khi phát hiện ra sự đáng sợ từ nhát kiếm này của Diệp Huyên, lòng ông ta trở nên kinh hãi, ông ta lấy ra một lá phù, sau đó ông ta bóp lại, lá phù bốc cháy, thời không nơi ông ta đang đứng lập tức bị một lực lượng bí ẩn bao phủ. Diệp Huyên chau mày, hắn phát hiện nhất kiếm Trảm tương lai của mình đã bị chặn lại trong dòng sông thời gian. Chuyện gì thế này? Ông lão phẫn nộ trừng mắt nhìn Diệp Huyên, người dám đi ngược thời gian, trở về quá khứ. Ngươi có biết mình đã phạm tội chết không? Người chấp pháp thời gian sẽ giam cầm linh hồn của ngươi, giam cầm vĩnh viễn trong vô gian chi giới. Ông ta vừa dứt lời, một luồng khí cực kỳ đáng sợ chợt bay ra từ dòng sông thời gian vô tận. Người chấp pháp thời gian. Diệp Huyên im lặng. Ở đằng xa, ông lão phá lên cười, ha ha, tới rồi. Tới thật rồi, ngươi chết chắc rồi, người chấp pháp thời gian thật sự tới rồi. Ngươi chờ chết đi. Diệp Huyên nhìn về nơi không xa phía trước, ở đó, thời không đột nhiên bị xé rách, ngay sau đó, một người mặc áo bào đen kỳ dị bay ra. Người mặc áo bào đen như bóng ma, toàn thân được trùm kín trong áo bào màu đen, không nhìn thấy dung mạo, trong tay hắn ta là một lưỡi liềm màu đỏ như máu. Nguy hiểm. Cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên khi nhìn thấy người này là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyên cau mày. Người chấp pháp thời gian này mạnh vậy ư? Sau khi người chấp pháp thời gian xuất hiện, ông lão kia cúi đầu thật sâu, bái kiến tôn giả. Người chấp pháp thời gian nhìn vào Diệp Huyên, người đảo nghịch thời gian. Diệp Huyên còn chưa lên tiếng thì ông lão kia đã nhanh chóng cướp lời, đúng thế thưa tôn giả, người này đã đảo lộn thời gian, cưỡng ép trở về quá khứ, mong tôn giả nghiêm phạt. Người chấp pháp thời gian nhìn Diệp Huyên chăm chú, sao ngươi có thể đảo ngược thời gian vậy? Diệp Huyên không nói lời thừa thãi, lập tức sử dụng quyền lợi của người nắm giữ thời gian đưa cho hắn ta hai chữ. Thấy hai chữ ấy xuất hiện trên đầu mày của Diệp Huyên, người chấp pháp thời gian sững sờ tại chỗ. Thời gian. Đây là pháp tắc của người nắm giữ thời gian. Ông lão kia đang định nói thì lúc này người chấp pháp thời gian chợt cung kính cúi đầu trước Diệp Huyên, vừa nãy đường đột, mong các hạ lượng thứ. Thấy vậy, ông lão kia hóa đá tại chỗ. Chuyện gì thế này? Diệp Huyên nhìn ông lão kia rồi bảo, ông ta đánh ta. Người chấp pháp thời gian lưỡng lự vài giây rồi đáp, đã hiểu. Nói xong, lưỡi liềm trong tay hắn ta biến mất. Cách đó không xa, sắc mặt của ông lão biến sắc, ông ta muốn ra tay nhưng lúc này một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Chỉ thấy thời không nơi ông ta đứng thoáng chốc như dừng lại, mọi thứ đều tĩnh lặng, còn ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi liềm ấy cứa qua cổ mình. Phụt! Ông ta đã bị xóa sổ, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Mà gần như cùng lúc đó, lưỡi liềm lại trở về tay người chấp pháp thời gian. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên hơi tò mò, hơi hỏi ngay, thứ vừa nãy là gì thế? Người chấp pháp thời gian khó hiểu, cái gì? Diệp Huyên cười, nói lại, thời không nơi ông lão vừa đứng ấy, thời gian dừng lại hả? Người chấp pháp thời gian gật đầu, thời gian dừng lại. Diệp Huyên khá tò mò, làm như thế nào? Người chấp pháp thời gian muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười khẽ, không tiện nói à? Người chấp pháp thời gian lắc đầu, công tử hiểu lầm rồi, không phải không tiện nói, mà là công tử vẫn chưa tu luyện được lĩnh vực thời gian, vì vậy ta cũng không biết phải nói thế nào với công tử. Diệp Huyên vẫn tò mò hỏi tiếp, lĩnh vực thời gian. Người chấp pháp thời gian gật đầu,
xòe lòng bàn tay sau đó ấn nhẹ, tức khắc, một kết giới bí ẩn xuất hiện. Người chấp pháp thời gian giải thích, coi thời gian là thành, trong lĩnh vực thời gian có thể dừng lại, người nào tu vi cao còn có thể khiến thời gian trôi trong lĩnh vực thời gian khác với thế giới bên ngoài, chẳng hạn như 3 canh giờ trong lĩnh vực thời gian chỉ tương đương với 1 canh giờ ở thế giới bên ngoài. Nghe đến đây, Diệp Huyên sững sờ. Điều này chẳng phải giống như tiểu tháp sao? Diệp Huyên vội hỏi, tốc độ thời gian trôi trong lĩnh vực thời gian khác với thế giới bên ngoài, cực hạn của nó là bao nhiêu? Người chấp pháp thời gian im lặng một lúc rồi đáp, cực hạn nhiều nhất mà ta từng thấy là đối phương có thể chênh lệch gấp 10, tức là 10 ngày trong lĩnh vực thời gian tương đương với 1 ngày ở thế giới bên ngoài. Diệp Huyên do dự rồi bảo, 10 lần. Người chấp pháp thời gian gật đầu, đúng thế. Đáng sợ không? Vẻ mặt Diệp Huyên chợt trở nên hơi lạ, thế này, là đáng sợ à? Người chấp pháp thời gian thẳng thốt, không đáng sợ ư? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, lão huynh, nào, ta đưa ngươi tới một nơi. Nói xong, hắn đưa người chấp pháp thời gian vào trong tiểu tháp. Sau khi vào tiểu tháp, người chấp pháp thời gian ngẩn ra, giây sau đó hắn ta biến sắc, trong mắt hiện rõ vẻ không thể tin được, thế này, đậu má. Tiểu tháp khẽ thở dài, đây là kết quả của việc không học hành chăm chỉ, gặp chuyện này chỉ có thể dùng từ, đậu má, để bày tỏ sự kinh ngạc của mình lúc này. Diệp Huyên. Lúc này, người chấp pháp thời gian run giọng hỏi Diệp Huyên, công tử, ngươi làm bằng cách nào vậy? Diệp Huyên cười đáp, ta cũng không biết, là do có người làm giúp ta. Người chấp pháp thời gian vội vàng nói, người nắm giữ thời gian. Diệp Huyên lắc đầu. Người chấp pháp thời gian ngỡ ngàng, sao có thể thế được? Thần thông này thật sự quá nghịch thiên. Không, không thể nào. Diệp Huyên chỉ cười không nói. Người chấp pháp thời gian im lặng. Không thể nào. Vậy thứ hắn ta đang nhìn thấy trước mắt là gì? Là mơ ư? Đầu óc người chấp pháp thời gian rối bời. Rất lâu sau, hắn ta mới nhìn Diệp Huyên, công tử, người đảo ngược thời gian này mạnh đến mức nào? Diệp Huyên cười khẽ, huynh đài, chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, phải làm sao để tu luyện được lĩnh vực thời gian? Người chấp pháp thời gian nghiêm nghị nói, công tử, ngươi đã có tiểu tháp này rồi, không cần phải tu luyện lĩnh vực thời gian nữa. Điều này, quá nghịch thiên, Diệp Huyên lắc đầu, ta muốn có năng lực này. Người chấp pháp thời gian im lặng một lúc mới nói, nếu người khác muốn tu luyện lĩnh vực thời gian thì đúng là khó như lên trời. Vì muốn tu luyện lĩnh vực thời gian cần phải đáp ứng hai điều kiện. Thứ nhất là phải có giấy phép tu hành thời gian, người có lệnh này mới có thể vào dòng sông thời gian tu luyện các loại thời gian chi đạo, bao gồm cả lĩnh vực thời gian này, nếu người bình thường đi vào thăm dò nơi này sẽ bị pháp tắc thời gian đánh vào vô gian chi giới ngay. Diệp Huyên trầm giọng bảo, giấy phép tu hành thời gian, các ngươi lũng đoạn đấy à? Người chấp pháp thời gian cười gượng, cũng không phải, công tử có điều không biết đó thôi. Thời gian chi đạo này không hề bình thường, nếu ai cũng có thể tùy ý đảo ngược và sửa đổi thì thế giới này sẽ rối tung ngay. Hơn nữa người đưa ra quy định này là người nắm giữ thời gian, mà người nắm giữ thời gian được ngưng tụ từ linh trí của dòng sông thời gian, ông ấy đại diện cho thời gian, vì thế ông ấy có thể lựa chọn người quản lý thời gian. Nếu không được ông ấy trao quyền, người bình thường vào dòng sông thời gian rồi đảo ngược thời gian sẽ bị pháp tắc thời gian xóa sổ. Diệp Huyên hơi bất ngờ. Hắn cứ ngỡ người nắm giữ thời gian là con người, không ngờ đối phương lại là linh trí của dòng sông thời gian, tương đương với thiên đạo của một thế giới. Nhưng rõ ràng là người nắm giữ thời gian còn mạnh hơn thiên đạo nhiều. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên lại hỏi, chẳng phải vừa nãy ngươi nói phải đáp ứng đủ hai điều mới có thể tu hành lĩnh vực thời gian sao? Còn một điều nữa là gì? Người chấp pháp thời gian trịnh trọng nói, còn một điều kiện nữa là ăn trộm. Một số cường giả sẽ sử dụng vài thủ đoạn đặc biệt để vào dòng sông thời gian, che giấu thiên cơ khiến chúng ta không phát hiện ra được, pháp tắc thời gian cũng không thể cảm nhận được. Đương nhiên, thông thường thủ đoạn này đều bị giới hạn thời gian, chỉ có thể đi vào dòng sông thời gian để đảo ngược thời gian trong thời gian ngắn, cho dù họ đã tu luyện được lĩnh vực thời gian cũng không dám sử dụng quá lâu. Nhưng thường thì những người này đều cực kỳ mạnh, vì họ đã có thể vào trong đó, lại còn tu luyện được lĩnh vực thời gian. Điều này có nghĩa là khả năng của họ vô cùng đáng sợ, nhất là thân thể và thần hồn. Diệp Huyên hỏi, những loại người này có nhiều không?
Người chấp pháp thời gian đáp, không ít. Không ít. Diệp Huyên im lặng. Một lúc sau, hắn lại hỏi, bây giờ ta thuộc cấp bậc nào ở trong vũ trụ vô tận này? Người chấp pháp thời gian quan sát Diệp Huyên rồi trả lời, công tử có thể chạm tương lai và chạm quá khứ là đã rất nghịch thiên rồi. Chỉ là thân thể và thần hồn vẫn chưa đủ mạnh, nếu đạt đến vĩnh hằng bất hủ thì thực lực của công tử sẽ càng đáng sợ hơn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta có pháp tắc thời gian, muốn tu luyện lĩnh vực thời gian là điều rất đơn giản phải không? Người chấp pháp thời gian gật đầu, rất đơn giản. Nói xong hắn ta cong ngón tay, một luồng ánh sáng trắng bay vào đầu mày của Diệp Huyên. Chẳng mấy chốc, vô số thông tin hiện lên trong đầu hắn. Pháp tu luyện lĩnh vực thời gian. Một lúc sau, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, trong phút chốc, thời không xung quanh hắn hình thành một kết giới vô hình. Lĩnh vực thời gian. Diệp Huyên sững sờ, đơn giản vậy sao? Người chấp pháp thời gian trầm giọng nói, công tử, người có pháp tắc thời gian mà người nắm giữ thời gian đưa cho, người muốn dựng thành thời gian thật sự rất đơn giản, vì dòng sông thời gian sẽ chủ động phối hợp với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Người chấp pháp thời gian do dự một lúc rồi hỏi, công tử, mạo muội hỏi một câu, người với người nắm giữ thời gian có quan hệ gì vậy? Diệp Huyên nháy mắt, trả lời, quan hệ rất tốt. Rất tốt. Rất tốt. Người chấp pháp thời gian. Diệp Huyên cười, nếu ngươi về mà gặp thì có thể tự hỏi ông ấy. Người chấp pháp thời gian lắc đầu cười khổ, chúng ta không có cơ hội gặp được người nắm giữ thời gian đâu. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Nụ cười của người chấp pháp thời gian càng thêm chua chát, người nắm giữ thời gian quản lý thời gian chi đạo, không phải người mà người chấp pháp nho nhỏ như chúng ta có thể gặp được. Nghe đến đây, Diệp Huyên đã hiểu. Cấp bậc chưa đủ. Lúc này, hắn chợt phát hiện có phải mình đã đánh giá quá thấp thực lực và thân phận của người nắm giữ thời gian rồi không? Có lẽ ông ấy là một đại lão siêu cấp. Nhưng sở dĩ hắn đáp giá thấp người nắm giữ thời gian cũng là do có nguyên nhân, đại lão này vừa gặp mặt đã quỳ xuống. Lúc này, người chấp pháp thời gian chợt ngẩng đầu, giây tiếp theo hắn ta cau mày. Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Người chấp pháp thời gian nghiêm nghị đáp, công tử, có nhiệm vụ rồi, ta phải đi đây. Nói xong hắn ta nhìn Diệp Huyên, sau này nếu công tử có thời gian, có thể ghé pháp đình thời gian chơi. Nói rồi hắn ta định rời đi. Lúc này, Diệp Huyên chợt gọi lại, khoan đã. Người chấp pháp thời gian nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên chần chừ giây lát rồi nói, huynh đài, dạo này ta hơi kẹt, không biết huynh đài có thể cho ta vay ít tinh thần mạch không? Nghe vậy, vẻ mặt người chấp pháp thời gian cứng đờ. Diệp Huyên vội vàng nói tiếp, thanh toán, có thể thanh toán. Người chấp pháp thời gian chớp mắt, thanh toán, tìm ai để thanh toán? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, đương nhiên là người nắm giữ thời gian, huynh đệ tốt của ta rồi. Người chấp pháp thời gian. Diệp Huyên lại nói, ngươi cho ta vay 1.000 tinh thần mạch, sau đó đi tìm ông ấy đòi thanh toán 1.500 tinh thần mạch, ngươi hiểu ý ta không? Người chấp pháp thời gian. Thanh toán. Người chấp pháp thời gian do dự rồi hỏi lại, lỡ như không được thanh toán thì sao? Diệp Huyên cười đáp, ngươi đi tìm ông ấy chắc chắn ông ấy sẽ thanh toán cho ngươi, nếu không thanh toán thì ngươi tìm ta trả lại ngươi gấp đôi. Người chấp pháp thời gian vẫn còn lưỡng lự. Diệp Huyên vẫn cười thuyết phục, sao không thử một phen. Người chấp pháp thời gian im lặng một lúc rồi bảo, ta cho ngươi mượn 2.000 tinh thần mạch, ta đi báo cáo thanh toán, 3.000 được không? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, tên này cũng tham lam đấy. Người chấp pháp thời gian lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho Diệp Huyên, công tử, đây là mọi tích lũy của ta trong những năm qua, ngươi cầm lấy đi. Diệp Huyên vội vàng cất nhẫn, huynh đệ, không ngờ ngươi lại có nhiều tinh thần mạch đến vậy, đãi ngộ của pháp đình thời gian các ngươi rất được đấy. Người chấp pháp thời gian lắc đầu cười, không giấu gì ngươi, đãi ngộ của pháp đình thời gian cũng tạm thôi, nhưng hầu như là chúng ta kiếm tiền ở ngoài. Nghe vậy. Diệp Huyên lập tức hiểu ra. Người chấp pháp thời gian vẫn hơi chần chừ, thật sự có thể thanh toán à? Diệp Huyên cười khẽ chắc chắn được. Người chấp pháp thời gian chắp tay, đa tạ công tử cho ta cơ hội. Diệp Huyên nói, ta tên Diệp Huyên. Người chấp pháp thời gian khẽ cười,
ta tên Trương Hàn, Diệp Huyên, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong hắn ta ra khỏi tiểu tháp. Lúc này tiểu tháp chợt hỏi, tiểu chủ, hắn thật sự có thể được thanh toán à? Diệp Huyên gật đầu, chắc chắn. Tiểu tháp trầm giọng hỏi, nếu được vậy thật thì sao người không tự đi tìm người nắm giữ thời gian mà xin? Còn để hắn kiếm được 1.000 làm gì? Diệp Huyên lắc đầu cười, người hạn hẹp quá. Tiểu tháp. Diệp Huyên giải thích, điều ta coi trọng không chỉ tinh thần mạch, mà còn là mối quan hệ. Thực lực của những người chấp pháp thời gian này cường hãn như thế, nếu kết bạn với họ, chẳng phải lợi ích sau này nhận được sẽ nhiều hơn bây giờ sao? Nhiều khi mối quan hệ còn quan trọng hơn tiền bạc. Tiểu tháp im lặng giây lát rồi nói lại, người là tiểu chủ, người nói gì thì là thế đó. Diệp Huyên. Lúc này, Dương Niệm Tuyết vẫn luôn im lặng bấy lâu chợt cười tít mắt, lão đệ. Nghe thế, Diệp Huyên chợt thấy đau đầu. Bà chị này nữa. Có phải hắn nên tạm biệt tỷ ấy rồi không? Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, chỉ cười mà không nói. Diệp Huyên hơi bất đắc dĩ, sau đó lấy một nửa trong số 2.000 tinh thần mạch ra đưa cho nàng. Dương Niệm Tuyết cười híp mắt nhận lấy, lão đệ, đệ đúng là thú vị. Tỷ cũng không nhận tinh thần mạch của đệ không thế này đâu, ta đưa đệ đến một nơi, ở nơi đó có rất nhiều cơ hội làm giàu. Diệp Huyên nhíu mày, nơi nào vậy? Khóe miệng Dương Niệm Tuyết hơi nhếch lên, trung thế giới. Diệp Huyên lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Dương Niệm Tuyết cười, đương nhiên đệ chưa nghe rồi, nơi đó cách đây rất xa, khi phụ thân đưa ta tới đó thì nơi đó đã vô cùng phồn hoa rồi, hơn nữa. Nói rồi nàng nở nụ cười bí ẩn, nơi đó có một chủng tộc thần bí tên là Thiên Linh tộc, tộc này toàn là nữ, ai cũng như hoa, cực kỳ xinh đẹp. Diệp Huyên nghiêm mặt, đệ đệ của tỷ là người nghiêm túc. Người nghiêm túc đó. Dương Niệm Tuyết liếc Diệp Huyên, còn lâu ta mới tin đệ. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết nói tiếp, có muốn tới chơi không? Diệp Huyên đang định nói thì đúng lúc này, con người của hắn đột nhiên co lại. Ngay sau đó hắn và Dương Niệm Tuyết ra khỏi tiểu tháp, hắn nhìn thấy một cô gái ở bên ngoài, cô gái này mặc một chiếc váy bố đơn giản, lưng đeo giỏ trúc, trong giỏ trúc là một chiếc cần câu. Cô gái có mái tóc ngắn và một đôi mắt tĩnh lặng như nước. Nhìn thấy giỏ trúc sau lưng cô gái, nét mặt Diệp Huyên chợt thay đổi. Đây là đại lão bí ẩn đã giết ông lão trong di tích. Bởi vì trước khi biến mất, ông lão đã nói với hắn phải cẩn thận cô gái đeo giỏ trúc. Không ngờ đối phương lại tìm tới tận đây. Hơi quá đáng nha. Không thù không oán mà lại đuổi giết không tha. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Dương Niệm Tuyết lại trốn sau lưng Diệp Huyên. Ánh mắt cô gái chợt rơi vào kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, sau đó nàng ta hơi nhăn mày. Diệp Huyên do dự một lúc rồi hỏi, các hạ là. Cô gái chợt xòe tay phải. Cuộn giấy truyền thừa mà ông lão đưa cho hắn lúc trước xuất hiện trong tay nàng ta bóp nhẹ tay phải, cuộn giấy truyền thừa hóa thành cho tàn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên chợt trầm xuống, các hạ quá đáng rồi đấy. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không phục. Diệp Huyên tức giận nói, lão tử không phục đấy. Dứt lời, hắn rút kiếm ra chém. Nhất kiếm chảm hiện tại, nhất kiếm chảm quá khứ. Vừa ra tay đã tung sát chiêu. Bởi vì người trước mặt thực sự quá mạnh. Nhưng ngay khi Diệp Huyên vừa xuất kiếm thì dây tiếp theo đồng tử của hắn co rút, tiếp đó, hắn còn chưa phản ứng lại thì người đã bay ngược ra ngoài, rơi xuống vô gian chi giới. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên ngớ người. Mẹ kiếp! Tương lai! Hắn bị cô gái này đánh ở quá khứ. Đối phương cũng có thể vào được tương lai. Xa xa, cô gái đeo giỏ trúc nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt bình thản như nước. Diệp Huyên dùng pháp tắc thời gian để ra khỏi vô gian chi giới, hắn nhìn cô gái, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, hắn xuất kiếm lần nữa nhưng kiếm vừa ra, ngực hắn chợt xuất hiện một trường ấn kỳ dị, dây tiếp theo. Diệp Huyên lại bay ra ngoài, lần này hắn bay ra ngoài tầm mắt luôn. Khi dừng lại, hắn lại ở vô gian chi giới, may mà lực lượng pháp tắc thời gian ở đây không nhằm vào hắn, nếu không hắn đã bị xóa sổ rồi. Cũng may trên người hắn có áo giáp của nhị nha, nếu không sợ rằng cơ thể hắn cũng biến mất. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Diệp Huyên, tiếp tục. Tiếp tục. Nghe vậy,
Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt, sau đó cơ thể hắn trở nên mờ ảo. Mà gần như cùng lúc đó, cơ thể cô gái đeo giỏ trúc cũng trở nên hư ảo, trong phút chốc, cả hai đã đến dòng sông thời gian, thời không họ đang đứng bây giờ đã là thời không quá khứ lưu thể. Thấy cô gái cũng trở về quá khứ, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên khó coi, hắn không nghĩ nhiều, lập tức xuất kiếm, khoảnh khắc kiếm thanh huyên chém ra, cả dòng sông thời gian đều trở nên sục sôi. Xuất kiếm ở quá khứ. Không chỉ vậy, hắn còn xuất cả kiếm trảm tương lai. Không phải hiện tại và quá khứ, mà là quá khứ và tương lai. Kiếm này kỳ quái đến mức ngay cả Diệp Huyên cũng không giải thích được. Dù sao hắn có pháp tắc thời gian, cứ để thời gian tạo nên là xong chuyện. Lúc này, cô gái đeo giỏ trúc cách đó không xa hơi nheo mắt, hiển nhiên hai kiếm không đâu vào đâu của Diệp Huyên khiến nàng ta hơi khó hiểu. Không nghĩ nhiều, thân thể cô gái chợt trở nên hư ảo, giây tiếp theo, Diệp Huyên thấy nàng ta tách ra làm hai, một người ở quá khứ, một người ở tương lai. Chết tiệt! Diệp Huyên giật mình ngơ ngác, còn có thể thế này nữa à? Hai luồng kiếm quang của Diệp Huyên chợt vỡ tan, tiếp đó hắn lại bay ra ngoài, lần này dòng sông thời gian nơi hắn đứng đã bị phá hủy, sau đó nữa, Diệp Huyên trở về thời không hiện tại. Lúc này, một vệt máu từ từ chảy ra từ khóe miệng hắn. Đúng lúc này, cô gái đeo giỏ trúc chợt biến mất tại chỗ, Diệp Huyên ở phía xa hơi nheo mắt, hắn vừa định ra tay thì kinh hãi phát hiện thời gian thời không này dường như đã dừng lại. Ngừng thời gian. Đối phương thi triển lĩnh vực thời gian. Diệp Huyên chấn động, tay trái nhanh chóng thả ra, kiếm thanh huyên chợt chém đi. Phụt. Kết giới thời không trước mặt hắn bị kiếm thanh huyên phá tan, nhưng lúc này một đạo quyền ấn lại đập vào đầu mày của hắn mà không hề báo trước. Bùm. Diệp Huyên cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc trống rỗng, sau đó người hắn bay ra ngoài. Khi Diệp Huyên dừng lại thì hắn đã hoàn toàn choáng váng. Bị đánh không thể đánh trả. Lúc này, tiểu tháp chợt hỏi, tiểu chủ, được rồi đấy. Diệp Huyên hơi khó hiểu, được rồi cái gì? Tiểu tháp trầm giọng bảo, trước đây người luôn ngầu không quá 3 giây mới bị đánh không thể đánh trả, bây giờ người đã ngầu rất nhiều ngày rồi. Thỏa mãn đi. Diệp Huyên. Ở phía xa, cô gái đeo giỏ trúc lại ra tay lần nữa, Dương Niệm Tuyết ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, các hạ, không thù không oán. Cô làm thế này có phải quá đáng quá không? Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Dương Niệm Tuyết, cô muốn đánh thay hắn à? Dương Niệm Tuyết vội vàng tránh sang một bên, coi như ta chưa nói gì đi. Diệp Huyên. Cô gái đeo giỏ trúc rời mắt, nhìn Diệp Huyên nơi xa, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước, điều khiển thời gian chi đạo dưới hình thức gian lận, người không thấy xấu hổ à? Hình thức gian lận. Diệp Huyên nhìn nàng ta. Cười đáp lại, ta không gian lận, ta điều khiển thời gian chi đạo một cách quang minh chính đại mà. Nói rồi hắn chậm chậm nhắm mắt lại. Tỉnh tâm. Ngưng thần. Kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên khẽ rung lên. Xa xa, cô gái đeo giỏ trúc dừng bước, nàng ta nhìn Diệp Huyên, tay phải từ từ nắm chặt. Lúc này, Diệp Huyên chợt mở mắt ra, giây kế tiếp hắn dẫn Dương Niệm Tuyết biến mất tại chỗ. Hắn không chạy. Mà là dùng kiếm thanh huyên để truyền tống về huyên giới. Vượt qua vô số tinh vực truyền tống, Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết biến mất, cô gái đeo giỏ trúc hơi ngạc nhiên. Trốn rồi. Không đánh nữa à? Đây là kiếm tu ư. Một lúc lâu sau, nàng ta hơi lắc đầu, cái quái gì thế này? Nói xong nàng ta quay người biến mất. Sau khi trở về huyên giới, Diệp Huyên nhìn thời không phía xa. Thấy cô gái kia không đuổi tới thì thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của cô gái đó quá đáng sợ. Không ngờ nàng ta cũng có thể quay về quá khứ. Hơn nữa chẳng phải người chấp pháp thời gian đã nói nếu cường giả nào không có giấy phép sử dụng thời gian thì chỉ có thể vào dòng sông thời gian trong thời gian ngắn thôi sao? Tại sao nàng ta lại có thể ở trong dòng sông thời gian lâu như vậy, hơn nữa pháp tắc thời gian còn không nhằm vào nàng ta? Không bình thường. Lúc này, Dương Niệm Tuyết ở bên cạnh chợt nghiêm nghị bảo, bên ngoài nguy hiểm thật đấy, lúc trước khi đi theo phụ thân, cảm thấy phụ thân đánh ai cũng chỉ dùng một kiếm. Nói rồi nàng nhìn Diệp Huyên, nghiêm túc nói, lão đệ, thực lực của chúng ta so với phụ thân vẫn còn một chút khoảng cách. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ.
Dương Niệm Tuyết hỏi, bây giờ phải làm sao? Diệp Huyên trả lời, tu luyện đến vĩnh hằng bất hủ cảnh. Nói xong hắn vào tiểu tháp, lấy hết số tinh thần mạch vừa có được ra. Vĩnh hằng bất hủ. Thân thể, linh hồn và ý chí đều phải được nâng cao. Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên khổ luyện, im lặng một lúc rồi nói, lão đệ, ta có một bảo bối có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của đệ, không có bất kỳ tác dụng phụ nào, chỉ cần 3.000 tinh thần mạch, đệ có mua không? Diệp Huyên. Nghe thấy câu này của Dương Niệm Tuyết, Diệp Huyên lắc đầu thở dài. Mẹ kiếp! Đây là tỷ tỷ ruột đấy. Tỷ tỷ ruột một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Huyên, Dương Niệm Tuyết lườm hắn, ta đã giảm giá cho đệ rồi đấy. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đệ có tinh thần mạch, có thể đạt đến thân thể bất hư cảnh. Dương Niệm Tuyết vội nói, đệ muốn tu luyện thân thể chứ gì, vật này của ta có tác dụng với đệ hơn. Nói rồi nàng lấy một bình ngọc trắng ra, biết đây là gì không? Diệp Huyên nhìn lướt qua, là cái gì thì cũng chẳng đáng mấy nghìn tinh thần mạch. Dương Niệm Tuyết chợt bảo, máu của nhị nha. Máu của nhị nha. Diệp Huyên sững sờ. Dương Niệm Tuyết cười, đây là máu khi ở thời kỳ đỉnh cao trước đây của cô bé, chỉ cần một giọt, đảm bảo thân thể của đệ sẽ đạt đến bất hủ cảnh. Hơn nữa, không phải thân thể bình thường, nếu đệ đạt đến thân thể bất hủ cảnh dựa vào máu của nhị nha thì chắc chắn thân thể của đệ sẽ mạnh nhất ở cảnh giới này. Máu của nhị nha. Phải công nhận rằng Diệp Huyên đã hơi rung động. Như Dương Niệm Tuyết nói, nếu có thể hấp thu máu của nhị nha thì thân thể của hắn chắc chắn sẽ đạt đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Dương Niệm Tuyết nháy mắt, có mua không? Diệp Huyên hơi lưỡng lự, tỷ tỷ, có thể giảm giá không? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không được. Diệp Huyên lườm Dương Niệm Tuyết, tỷ tỷ ruột đó. Dương Niệm Tuyết cười hì hì, phụ thân ruột cũng vô ích. Diệp Huyên không nói nên lời. Hắn liếc nhìn bình ngọc trắng trong tay Dương Niệm Tuyết rồi hỏi, có bao nhiêu giọt? Dương Niệm Tuyết chớp mắt, chỉ có một giọt. Diệp Huyên không nhiều lời nữa, hắn hơi cong ngón tay, một chiếc nhẫn chứa đổ rơi trước mặt Dương Niệm Tuyết, nàng nhìn qua rồi cười tít mắt, đưa bình ngọc trắng cho Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm lấy bình ngọc trắng, mở ra nhìn, quả nhiên bên trong chỉ có một giọt. Diệp Huyên giơ ngón tay cái lên với Dương Niệm Tuyết, tỷ đúng là tàn nhẫn. Dương Niệm Tuyết cười hì hì, ta nói cho đệ nghe, nếu mang máu của nhị nha đi bán, ta còn có thể bán được với giá 1 vạn tinh thần mạch đấy, đệ tin không? Diệp Huyên bĩu môi, mặc kệ Dương Niệm Tuyết rồi hấp thu giọt máu đó, vừa nuốt vào, toàn thân hắn đã nóng rực. Chết tiệt! Diệp Huyên nhảy dựng lên, đáng sợ vậy. Lúc này, hắn cảm thấy thân thể mình đang biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dương Niệm Tuyết bên cạnh trừng mắt nhìn Diệp Huyên, đệ điên à mà nuốt luôn như thế. Diệp Huyên ngỡ ngàng tột độ, trước đây đệ cũng từng nuốt máu của nhị nha, không đáng sợ như thế này. Dương Niệm Tuyết bảo, đó là trước đây, nhị nha cũng sẽ trở nên mạnh hơn mà. Đệ nghĩ cả vũ trụ này chỉ có đệ là tiến bộ à. Diệp Huyên. Lúc này, Dương Niệm Tuyết tức giận lườm Diệp Huyên, phá gia chi tử. Đệ đúng là phá gia chi tử. Nói rồi nàng lại lấy một bông hoa sen tuyết ra nhét vào miệng Diệp Huyên. Hoa sen tuyết vừa vào miệng, ngọn lửa trong người Diệp Huyên đã dập tắt đi rất nhiều, lúc này Dương Niệm Tuyết lại lấy một viên đan dược khác ra nhét vào miệng hắn, phá gia chi tử. Diệp Huyên. Sau khi đan dược vào cơ thể, thân thể vốn bị thiêu đốt của Diệp Huyên cũng nhanh chóng khôi phục, tiếp đó bắt đầu hấp thu năng lượng từ giọt máu của nhị nha. Phải nói rằng máu của nhị nha cực kỳ kinh người, tuy có hoa sen tuyết áp chế, nhưng Diệp Huyên vẫn cảm thấy thân thể như bốc hỏa, có phần không chịu nổi. Lúc này, Dương Niệm Tuyết lại lấy một lá bùa màu tím đậm ra, dán trước trán Diệp Huyên, đệ đúng là đồ phá gia chi tử. Lá bùa vừa dán lên người Diệp Huyên, từng luồng kim quang chợt tràn ra từ lá bùa ấy, cuối cùng len lỏi vào trong cơ thể của hắn. Ầm. Cơ thể Diệp Huyên lập tức sục sôi. Diệp Huyên vội hỏi, tỷ tỷ, có chuyện gì thế này? Sao đệ lại cảm thấy cơ thể sắp nổ tung vậy? Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Huyên, cho nổ chết đệ đi. Diệp Huyên. Lúc này, Dương Niệm Tuyết xòe tay ra, một nhánh cây xuất hiện trong tay nàng, nàng nhìn nhánh cây với vẻ hơi luyến tiếc, nhưng nàng vẫn đặt lên đầu Diệp Huyên,
Thoáng chốc, vô số chất lỏng màu xanh đậm tuôn ra từ nhánh cây, mà những chất lỏng ấy đều trút hết vào cơ thể Diệp Huyên. Bùm! Khi những chất lỏng này trút vào cơ thể Diệp Huyên, hắn cảm thấy cơ thể mình như muốn hoàn toàn bùng nổ. Dương Niệm Tuyết lùi sang một bên, miệng vẫn tiếp tục mắng. Quá thiệt thòi! Lỗ vốn luôn! Những thứ nàng vừa đưa cho Diệp Huyên dùng đều là thần vật cực phẩm, lấy bất cứ thứ nào mang đi bán đều có giá trị liên thành. Mà bây giờ nàng đã dùng hết cho tên này. Dương Niệm Tuyết càng nghĩ càng tức. Cứ thế, Diệp Huyên bắt đầu hấp thu từng chút, dần dần, cơ thể hắn bắt đầu có sự thay đổi về chất. Rất lâu sau, Diệp Huyên mở mắt, mắt hắn có màu máu nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Diệp Huyên đứng lên, nhìn thân thể mình lúc này, bề mặt da của hắn có thêm một lớp bóng loáng. Diệp Huyên hỏi Dương Niệm Tuyết, thân thể này của đệ đã đạt đến thân thể bất hủ chưa? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, chưa? Diệp Huyên ngẩn ra. Dương Niệm Tuyết khẽ nói, thân thể của đệ bây giờ còn kinh khủng hơn thân thể bất hủ nhiều. Biết vừa nãy ta đã dùng cho đệ bao nhiêu thần vật không? Biết là bùa đó là bùa gì không? Đó là bùa tố thể, năm xưa phụ thân đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được cho ta, nhưng ta không thích luyện thân thể nên vẫn giữ không dùng. Còn cả đan dược nữa, đó là đan thần thể, đan này được một vị luyện đan sư luyện mấy trăm năm mới thành, trong đó có chứa thiên tài địa bảo, đệ không thể tưởng tượng được đâu. Còn cả hoa sen tuyết nữa, trong đó có chứa vô vàn thần lực băng tuyết, bây giờ đệ thử thi triển đi. Nghe thế, Diệp Huyên nắm chặt tay phải, trong tích tắc, lấy hắn làm trung tâm, thời không xung quanh lập tức đóng băng, đến thời gian cũng ngưng lại, lúc này thời gian đã ngừng trôi, có thể so sánh với lĩnh vực thời gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 193.